chương 616, các ngươi có biết 270 người là bao nhiêu không đó? Bây giờ kẻ thù của Thủy Hạ Kháng Ngư không còn là toàn chân giáo nữa, mà chính là Cùng bạo thiên phạt, vì Thủy Hạ Kháng Ngư mà Cùng bạo thiên phạt gần như bị diệt toàn quân, mối thù này phải tính toán như thế nào đây? Ngay từ đầu sở dĩ Thủy Hạ Kháng Ngư không hề sợ hãi gì cả, phần lớn nguyên nhân là vì Thủy Hạ Kháng Ngư cho rằng, có niệm lưu vân ở đây, cùng bạo lôi thần không dám làm gì gã cả, cả. Bây giờ thì hay ho rồi, đám thuộc hạ phản bội, người của cùng bạo thiên phạt nhìn gã chầm chầm bằng đôi mắt hình viên đạn, ngay cả niệm lưu vân cũng chạy mất rồi. Thủy Hà kháng ngư lập tức lâm vào tình trạng bị bạn bè xa lánh. Nhìn mọi người đang từng bước ép sát đến đây, trong mắt thủy Hà kháng ngư đã tràn ngập sợ hãi, tự sát đến mức lưng dính chặt vào tường, đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng kêu gào ầm ỉ từ bên ngoài vang lên. Niệm lưu vân lúc này tâm trạng vô cùng kém, súng tay vô cùng độc ác, gần như chiêu nào cũng lấy mạng người ta, bất đắc dĩ đối phương người đông thế mạnh, sau khi giết được mười mấy người, bị một lớp tên bắn của đối phương đưa đi. Đám người cùng bạo lôi thần ở trong phòng nhìn niệm Lưu Vân ở bên ngoài, một đám người sợ hãi đến kinh hồn bạc vía. Dưới sự bao vây của nhiều người như vậy, người bình thường có lẽ đứng cũng không đứng vững nổi, niệm Lưu Vân này lại vẫn có thể xông lên làm thịt mười mấy người, thực lực rất cao, quả thật nghe rợn cả người, đồng thời đám người cùng bạo lôi thần cũng cảm thấy may mắn cũng may vừa nãy còn chưa ra tay nếu không ai chết ai sống còn chưa biết chắc được đâu bên kia có một căn nhà gỗ màu đến đó lục soát sau khi niệm lưu vân bị giết tiếng kêu gào lại vang lên bà mẹ nó bọn chúng đến đây rồi nghe thấy tiếng kêu gào ầm ĩ tất cả mọi người đều kinh hãi đều không đủ sức quan tâm đến thủy hạ kháng ngư bên cạnh nữa đến thì cứ đến thôi sợ gì chứ mấy người toàn chân giáo khinh bị liếc nhìn mấy người cùng bạo thiên phạt một cái, sau đó cùng đưa mắt nhìn về phía vương vũ. Ngưu hiền đệ, cầu xin ngươi rồi. Xuân tường tình cảm nồng nàn chân thành. Trốn không thoát thì cũng chống đỡ thêm được một lát, ít nhất cũng để ta rửa sạch giá trị PK đã. Minh Đô nói ra tiếng lòng của hắn ta và Xuân Tường, hắn ta còn trẻ, vẫn còn là một sử nam thuần khiết, không muốn cả cuộc đời trong game phải ngồi trong ngục giam đâu. Ngưu Thúc, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chạy thoát được. Ký ngạo nắm chặt nắm tay cổ vũ. Đừng âm ý nữa. Vương vũ một tay dúi đầu ký ngạo xuống, bên ngoài mấy trăm nghìn người, nói muốn chạy trốn nói dễ hơn làm đấy. Ký ngạo đúng là nói ra chuyện không liên quan đến mình nên chẳng thấy có vấn đề gì cả. Các ngươi có ý gì? Cùng bạo lôi thần ngơ ngác hỏi, nhìn vẻ mặt của đám người toàn chân giáo này, chẳng lẽ trên người mặt hàng này có cất dấu vũ khí hạt nhân nữa chắc? Vô kỳ giải thích, bây giờ bọn chúng đã bao vây bốn phía rồi, biện pháp duy nhất của chúng ta bây giờ cũng là để người dẫn bọn chúng rời xa chỗ này trước đã, chúng ta lại nhân cơ hội này chạy ra ngoài bên ngoài. Cuối cùng lượng vòng ở đầm lầy vong linh theo chân họ, về phần có thể chống đỡ qua được một tiếng đồng hồ cuối cùng này hay không, vẫn còn phải dựa vào vận may. Không phải. Ý của ngươi thì ta hiểu, nhưng mà hắn có thể làm được hả? Cùng bạo lôi thần nửa tin nửa ngờ hỏi, cùng bạo lôi thần cũng chưa từng được chứng kiến bản lĩnh của vương vũ cũng không hiểu rõ vương vũ cho lắm lúc này thấy đám người vô kỵ sùng bái vương vũ như vậy trong lòng cảm thấy rất không đáng tin cậy bên ngoài có thể có mấy trăm nghìn người đấy nhé loại người mạnh mẽ như niệm lưu vân cũng không chống đỡ được mấy hiệp người này thì có bao nhiêu bản lĩnh chứ được hay không ngươi cứ hỏi thuộc hạ của ngươi sẽ biết vô kỵ cười nói cùng lôi chi tâm và cùng bạo thiên lôi có chút lúng túng nhỏ giọng nói, người này là thiết ngưu, còn mạnh gấp mấy lần niệm lưu vân. Sau khi cùng bạo lôi thần bước vào trong nhà, vẫn luôn luôn nhìn vô kỵ làm màu, hoàn toàn không chú ý đến ở đây còn có một kẻ mạnh số một như vậy, niệm lưu vân cũng đã được coi là mạnh rồi, mặt hàng này còn mạnh hơn niệm lưu vân nữa, chẳng lẽ là con ruột của ông chủ công ty game hả? Đâu có đâu có. Vương Vũ gật gật đầu với cùng bạo lôi thần. Tiếp theo đột nhiên nói, bọn chúng đến rồi. Mau nhường đường. Vương Vũ hét lớn một tiếng, vọt đến cửa, mở cửa ra lập tức chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, Vô Kỳ khẽ vẫy tay, ném một con rắn nhỏ xuống mặt đất, con rắn nhỏ dạo quanh tất cả mọi người một vòng, trong nhà biến thành không có một bóng người. Cùng Bạo Lôi thần nhìn thân thể của mình biến mất, ngạc nhiên hỏi, thuộc ẩn thân tập thể. Đừng lên tiếng. Vô kỵ trừng mắt liếc cùng bạo lôi thần một cái, cùng bạo lôi thần vội vàng ngậm miệng. Đúng lúc này người chơi thành vong linh ở ngoài cửa hét lớn, có người đi ra. Mau đuổi theo. Ngay sau đó ào ào rầm rầm tất cả mọi người chạy đuổi theo sau mông vương vũ. Vương vũ chạy như bay, nhảy lên không trung, vừa né tránh chống đỡ vô số tấn công, vừa chạy ra ngoài bên cảng, trong nháy mắt đã biến mất trong biển người mênh mông. Bà mẹ nó. Bà mẹ nó thấy cảnh tượng như vậy, cùng bạo lôi thần kinh hãi đến mức trong mắt cũng sắp rơi xuống đất. Trong ý thức của cùng bạo lôi thần, người như Niệm Lưu Vân có lẽ đã là giới hạn cao nhất của người chơi rồi. Cho dù vương vũ mạnh hơn Niệm Lưu Vân, cùng lắm cũng chỉ sàn sàng bằng nhau, nhưng mà bây giờ vừa nhìn thấy. Hoàn toàn không phải như thế. Niệm Lưu Vân đối mặt biển người không có điểm dừng này, cùng lắm cũng chỉ chống đỡ thêm vài giây, mà vương vũ trực tiếp nên đón tấn công rồi bay ra ngoài. Đúng, bay ra ngoài cùng bạo lôi thần cũng không nhận ra có ai có thể nhảy được cao như vậy hi hi thế nào hả người này chính là người đã nhảy qua tường thành pháo đài thiết nham của các ngươi đó minh đô nhìn cùng bạo lôi thần có dáng vẻ kia đắc ý nói ngươi nói là các ngươi nhảy qua tường thành của pháo đài thiết nham nghe thấy lời nói của minh đô tất cả mọi người choáng váng ngay tại chỗ độ cao của tường thành pháo đài thiết nham đương nhiên đám người này hiểu rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác. Loại tường thành có độ cao này ngay cả chim cũng không bay qua nổi, vẫn là hàng phòng ngự quan trọng nhất mà cùng bạo thiên phạt dựa vào để sống sót, lúc này thế nhưng lại nghe nói thấy có người nhảy qua được. Tin tức này không khác gì sấm sét giữa trời quan. Nhất là cùng bạo lôi thần, ngấm ngầm sẵn da gà, trong lòng từ nay về sau chặt đứt suy nghĩ muốn đối địch với toàn chân giáo. Mẹ nó, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ ăn trộm nhớ đến mình, có loại người hung hãn này ở đây. Ngộ Nhở ngày nào đó lính canh phòng chập mắt, ngay cả trụ sở công hội cũng bị người ta đánh cắp mất thôi. Chắc hắn cũng không thể thật sự chạy ra được đâu nhỉ? Cùng Bạo Lôi thần lẩm bẩm nói. Vô Kỵ lắc đầu nói, có lẽ sẽ kéo dài một chút, quá đông người, có thể kéo bọn chúng đi được bao xa thì hay bấy nhiêu thôi, bây giờ người của bọn chúng đi rồi, chúng ta mau đi thôi. Hả? Đây là cái gì? Cung Bảo Thiên Lôi đột nhiên chỉ vào bóng người quen thuộc ngoài cửa sổ hỏi. Mọi người nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc kia thì không nhìn được nói, bà mẹ nó. Đại ca, sao ngươi đã quay lại đây rồi? Ngươi không phải Triệu Tử Long, đã chạy ra ngoài rồi thì cứ chạy đi thôi chứ, không cần phải vòng đi vòng lại đến mười mấy lần đâu. Chạy con mẹ nhà các ngươi ấy, các ngươi có biết hai trăm bảy mươi người là bao nhiêu người không đó? Vương Vũ vừa mắng vừa chạy qua bến cảng, người chơi thành vong linh đằng sau lại lộn vòng quay về. Đúng lúc này, một câu mà mọi người không muốn nghe nhất lập tức vang lên bên tai mọi người, vừa nãy còn chưa vào nhà nhìn xem, đi xem một chút xem trong nhà còn có ai nữa không. Vừa dứt lời, cửa phòng được mở ra, một cung thủ vương đầu nhìn thoáng qua bên trong. Bên trong phòng mọi người sợ đến mức thở mạnh cũng không dám, sợ bị người ta nghe thấy. Căn phòng cũng không rộng lắm cùng lắm cũng chỉ 40-50 mét vuông thôi, cũng không có phòng nhỏ nữa, vừa liếc qua một cái đã nhìn thấy hết rồi, đột nhiên đúng lúc này, Thủy Hạ Kháng Ngư đột nhiên kêu lên, ta ở trong này. Chương 617, người vượt qua vạch này, chết. Ô hát phúc. Nghe thấy tiếng kêu của Thủy Hạ Kháng Ngư, tâm trạng tất cả mọi người trong nhà quả thật là xong rồi mẹ nó, chỉ lo để ý đến kẻ địch bên ngoài, vậy mà quên mất kẻ địch trong nhà mình. Đệt mẹ nó. Cùng bạo thiên lôi nổi nóng, vốn dĩ hắn ta nhìn Thủy Hạ Kháng Ngư đã không thuận mắt từ lâu rồi, lúc này Thủy Hạ Kháng Ngư lại gây ra chuyện như thế, cùng bạo thiên lôi nhất thời bùng nổ, vung pháp trượng lên, một ti chấp giáng xuống đầu Thủy Hạ Kháng Ngư. Lúc này Thủy Hạ Kháng Ngư đã là vò mẹ chẳng sợ nứt rồi, dù sao thì gã cũng biết bản thân mình bây giờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho dù về đến thành lôi bạo thì cũng bị bạn bè xa lánh, có hai công hội cùng bạo thiên phạt và đồng tâm minh ở đây, trận doanh quan minh chắc chắn không tiếp tục lăn lộn được nữa rồi. Không bằng bây giờ dứt khoát một chút, thừa dịp bọn chúng còn chưa quay lại, chết trước một bước, tạo phản trận doanh sớm một chút, dĩ nhiên trước khi chết cũng không thể khiến những người này sống được thoải mái. Cho nên khi thuật lôi điện của cùng bạo thiên lôi giáng xuống, thủy hạ kháng ngư cũng không hề có chút ý định né tránh nào, ngay đúng lúc lôi điện sắp dán xuống người thủy hạ kháng ngư trong nháy mắt một luồng ánh sáng trắng dâng lên che chắn trước mặt thủy hạ kháng ngư thuật thánh quang lão đại vô kỵ ngươi có ý gì hả nhìn thấy thánh quang màu trắng đám người cùng bạo lôi thần không thể tưởng tượng nổi cùng nhìn về phía vô kỵ vô kỵ cười ha ha nói bây giờ giết gã thì quá dễ dàng cho gã rồi gã hại nhiều người của các ngươi như vậy chẳng lẽ các ngươi định chỉ giết gã một lần là xong sao lão đại vô kỵ nói có lý vô kỵ vừa nhắc nhở như vậy cùng bạo lôi thần lập tức hiểu ra ra lệnh trong kênh công hội bao vây học viện pháp sư cho ta không được để thủy hạ kháng ngư đi ra ngoài người chơi cùng bạo thiên phạt nghe thấy thế ngơ ngác nói bao vây gã để làm cái gì cơ mới vừa nãy còn là đồng minh của nhau mà bây giờ lại lạnh lùng ra lệnh bao vây thay đổi như vậy hình như hơi bị nhanh quá thì phải quay lại nói sau cứ bao vây ngăn chặn gã cho ta là được. Cùng bạo lôi thần nói. Thấy vô kỵ phát hiện ra ý đồ của mình, Thủy Hạ kháng ngư oán hận liếc nhìn vô kỵ một cái, nói trong kênh công hội, cùng bạo thiên phạt cấu kết với trận doanh hắc ám, mấy người ngã mạc từ bi bọn họ là nằm vùng của cùng bạo thiên phạt, mọi người mau đến khu hồi sinh cứu ta. Bà mẹ nó, thật hay giả đấy. Đám người chơi động tâm minh nhận được tin nhắn quá bùng nổ này, tất cả đều hỗn loạn rồi, đám người ngã mạc từ bi thế nhưng chính là thành viên nồng cốt lúc này lại biến thành nằm vùng ngay cả nằm vùng thật sự của cùng bạo thiên phạt cũng mơ mơ hồ hồ không nhịn được nhắn tin riêng với ngã mạc từ bi ngươi cũng là nằm vùng thật sao nằm vùng con mẹ nhà ngươi ấy đồ điên thủy hạ kháng ngư là một tên lừa đảo không được chết tử tế thủy hạ kháng ngư là hội trưởng một hội ngày thường cũng nắm chặt quyền lực trong tay đám người ngã mạc từ bi không có sức giải thích dứt khoát nổi giận gầm lên một tiếng trong kênh công hội rồi rút lui ra khỏi công hội đám người chơi đồng tâm minh lại mê hoặc lần nữa tên lừa đảo nằm vùng các ngươi rốt cuộc ai mới là người nói thật các anh em ta lấy nhân cách của ta ra thề thủy hạ kháng ngư còn chưa nói dứt lời lại thấy một tin nhắn xuất hiện trong kênh công hội hệ thống nhắc nhở phó hội trưởng niệm lưu vân rời khỏi công hội đùng trong lúc nhất thời đồng tâm minh sôi trào sùng sục, việc lấy nhân cách ra thầy chẳng đáng mấy đồng tiền của Thủy Hạ Kháng Ngư nháy mắt bị dìm xuống. Đừng thấy trong ngày thường Thủy Hạ Kháng Ngư nắm chặt chẽ quyền lực trong tay, nhưng mà người chơi đồng tâm minh cơ bản vốn đều là fan hâm mộ của niệm Lưu Vân được thu hút đến, Thủy Hạ Kháng Ngư cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật đại diện mà thôi. Niệm Lưu Vân mới thật sự là trụ cột tinh thần của đồng tâm minh. Hôm nay ngay cả niệm Lưu Vân cũng rời khỏi công hội rồi, ai là tên lừa đảo, ai là nằm vùng, chuyện này còn có gì quan trọng nữa đâu. Thần tượng mất, tín ngưỡng cũng tan rã, công hội là cái thá gì. Xoạt xoạt xoạt. Từng tin nhắn rút lui lần lượt bay lên, không đến nửa phút sau, người chơi đồng tâm minh đã rút lui còn không đến trăm người, tất cả những người còn lại kia đều là do họ không đăng nhập. Thủy Hà Kháng Ngư nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim tan nát, mẹ nó toàn chân giáo, mẹ nó niệm lưu vân, ngươi dám hại ta thằng tranh thủy hạ kháng ngư này dù sao cũng là đồ cặn bã. Rõ ràng là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, đến lúc cuối cùng không chỉ không tỉnh ngộ, còn đẩy tất cả sai lầm lên người khác. Đến lúc này người của cùng bạo thiên phạt đã bao vây chặt chẽ khu hồi sinh, không để sót một khe hở nào, cùng bạo lôi thần tự tay đưa thủy hạ kháng ngư về khu hồi sinh. Mọi người nhìn thầy thủy hạ kháng ngư biến thành vệt sáng trắng, trên mặt hiện lên đầy khinh thường và chế nhạo, số người của cùng bạo thiên phạt quá đông thù hận với thủy hạ kháng ngư cũng đủ thằng khốn này e rằng cả đời cũng không ra khỏi khu hồi sinh được hả không phải trong phòng không có ai sao tại sao lại có thiểm điện cùng lúc đó người chơi thành vong linh nghe thấy tiếng kêu của thủy hạ kháng ngư vẫn đang tìm kiếm ở bên ngoài căn phòng ánh mắt lại bị hấp dẫn lần nữa nhìn vào quả thật mọi người thấy trong phòng bởi vì tri triển thuật lôi điện mà khiến cho trận pháp mê hoặc của đám người trận doanh Quang Minh mất đi hiệu lực. Người kia quay lại rồi, sớm biết vậy ta đã không sử dụng pháp thuật. Cùng Bảo Lôi thần nhìn người chơi thành vong linh đã ép đến tận cửa, có chút tự trách mình nói. Vô Kỵ nhàn nhạt cười nói, không cần thiết phải tự trách mình đâu, vừa nãy sau thuật lôi điện đầu tiên hiệu quả ẩn thân đã không còn hiệu lực nữa rồi. Chẳng qua thuật lôi điện kia họ không nhìn thấy mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? đứng cho vững vào, có thể chịu bao nhiêu cố chịu bấy nhiêu, hy vọng có thể chia sẻ giúp lão ngưu được một chút áp lực, để hắn chạy đi ra. Vô kỵ nói. Vô kỵ nói lời này, bản thân hắn ta trong lòng cũng không chắc chắn, tuy rằng hắn ta không nhìn thấy trận thế bên ngoài, nhưng mà theo lời vương vũ nói, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi 270 người là bao nhiêu đâu. Vương Vũ vốn cũng cho rằng dựa vào khinh công của mình, có thể chạy thoát ra được, nhưng mà chạy ra đến bên ngoài bến cảng rồi, nhìn thoáng qua thấy đầu người vô cùng vô tận và liên tục không ngừng của thành vong linh, thì lại bỏ qua. Người xưa sử dụng câu tấp nập biển người để miêu tả việc trước đông đảo người tuyệt đối không phải không có đạo lý, về phần trên sách nói cái gì trong trăm nghìn quân lính ai mạnh hơn kẻ đó làm chủ, toàn là nói linh tinh, nhiều người như vậy đừng nói là chen vào thôi cũng đã khó khăn, có thể không lạc đường trong đó, cũng coi như một loại bản lĩnh rồi. Vương Vũ xoay người chạy về phía sâu nhất của bến cảng, người chơi thành vong linh đuổi theo sát không ngừng, nhưng mà vẹn vẹn một bến cảng như thế này. Người chơi đứng đầy vào đây cùng lắm cũng chỉ được 4.000, 5.000 người, giờ phút này nhiều người như vậy đuổi theo vương vũ đang chạy trốn, mật độ dân số cũng có thể tưởng tượng được, cho dù vương vũ thật sự có thể bay được, giờ khắc này cũng sẽ bị người ta bắn cho một lớp tên rơi xuống đất. Nếu đã chạy về phía trước, thì không còn đường rút lui nữa, mặc dù đằng trước chỉ là một con đường chết, Vương Vũ cũng phải kiên trì đến cùng sông về phía trước. Rất nhanh, Vương Vũ dưới sự đuổi giết của một đám người chơi, bị dồn đến tận cầu tàu vong linh của bến cảng. Ngày xưa bên dưới cầu tàu vong linh này là một vùng biển rộng, hôm nay thời gian thấm thoát thoi đưa, biển rộng trước đây giờ đã biến thành đầm lầy tỏa ra mùi hôi thối. Vùng đầm lầy này mặc kệ người chơi có thuộc tính bao nhiêu, loại địa hình bước vào hẳn phải chết này, cho dù Vương Vũ có một nắm đấm có thể đánh chết một con trâu nhảy xuống cũng giống như trâu đất xuống biển, cái xác không hồn thôi. Mẹ nó, có thể kéo được một giây thì một giây, cố gắng hết sức kéo dài thời gian cho vô kỵ bọn họ vậy. Nhìn đầm lầy không có bến bờ trước mặt, vương vũ quyết tâm, quay đầu lại đứng ở cầu tàu. Sau đó trường côn trong tay vạch một vạch xuống mặt đất, vẽ ra một đường thẳng. Vương vũ cầm ngang trường côn đứng thẳng, mắt nhìn người chơi thành vong linh đã đuổi giết đến cách mình chưa đầy 5 mét nữa, lớn tiếng nói, người vượt qua vạch này, chết. Chương 618, Thế suy sức yếu Con người bẩm sinh có tâm lý sợ hãi với những điều mình chưa biết, một người với sức mạnh to lớn có thể xoay chuyển giữa vài trăm ngàn người, việc làm màu này vẫn rất dọa người. Vương Vũ mở trường cung ra, chúng người chơi thành vong linh thấy vậy không kìm được dừng chân lại, nhưng mà rất nhanh mọi người đã kịp phản ứng, nhao nhao mắng con mẹ nó làm màu như vậy ngươi hù ai đó đúng đó ngươi mà cũng xứng qua sông chặt cầu sao dù sao phía sau những người chơi này có vài trăm ngàn người hậu thuẫn nếu thật sự bị hắn dọa sợ đến lúc đó mới trở thành chuyện cười mất vương vũ ngoắc ngón tay với đám người đối diện ngươi không phục cứ thử xem mẹ nó tên khốn làm màu các huynh đệ cùng nhau tiến lên tiêu diệt hắn cho ta nói như thế nào thì vương vũ cũng xoay chuyển một vòng giữa thiên quân vạn mã, sẽ không ai ngốc đến mức đuổi theo hắn để đánh solo, dĩ nhiên phía sau có vài chục vạn người, cũng không cần thiết đơn đấu với vương vũ. Tên chiến sĩ ở hàng đầu kia gầm lên một tiếng, một loạt chiến sĩ đứng đầu tạo thành một hàng, hạ thấp người lao về phía vương vũ. Chẳng qua bến tàu rộng 10 mét, loại nghề với hình thức sức mạnh như chiến sĩ to con này dàn hàng ngang cũng chỉ có thể đứng 10 người. Thấy 10 chiến sĩ lao đến, Vương Vũ lui về sau từng bước, né tránh kỹ năng va chạm của bọn chúng, hắn khẽ chống trường côn, hai chân thay nhau đá ra. Mười tên chiến sĩ vừa dứt va chạm xong ngẩng đầu lên, chân Vương Vũ gần như trong cùng một lúc dẫm trên mặt bọn chúng. Rầm 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 phanh. Sau những tiếng vang liên tiếp, trên đầu các chiến sĩ đồng loạt nhảy lên một chỉ số đỏ tươi, thanh HP cũng trở nên cạn kiệt, ngay sau đó Vương Vũ đảo trường côn qua quét đến mười chiến sĩ sắp hết máu hóa thành ánh sáng trắng bay lên trong nháy mắt ắt à. người chơi thành vong linh đối diện thấy một màn như vậy hoảng sợ hít sâu một hơi đây chính là mười tên chiến sĩ có lực phòng ngự mạnh mẽ đối thủ lại là một con gà bệnh nghề võ sư đến mức cơ bản không thể tự lo liệu cho cuộc sống xảy ra chuyện như vậy tuyệt đối do tất cả mọi người không kịp chuẩn bị mặc dù tất cả đều biết võ sư này có thể xoay chuyển một vòng giữa thiên quân vạn mã Thế nhưng những điểm thuộc tính của người chơi kia, tăng nhanh nhẹn có nghĩa là công kích thấp, nhưng dường như tên chạy như thỏ này, một chiêu giết 10 chiến sĩ trong nháy mắt, con mẹ nó chẳng lẽ không phải là chuyện đùa. Sau khi vương vũ giết 10 tên chiến sĩ trong nháy mắt, hắn tiếp tục chỉ trường côn xuống đất, lạnh lùng nói, ai vượt qua, chết. Có vết xe đổ, người chơi thành vong linh nào dám tiến lên chịu chết, cả đám nhìn lẫn nhau, không kìm được lui về sau một bước. Thích khách thích khách đâu. Các người chơi thành vong linh đều gào lên. Việc đánh trực diện không được thì đánh lén sau lưng này là quy luật của người chơi bình thường, chung quy võ sư là nghệ máu mỏng, chẳng lẽ hắn còn có thể chịu được một bộ liên kích của thích khách sao? Nghề nghiệp thích khách của thành vong linh đều triển khai tiềm hành, nhằm về phía vương vũ, hắn mỉm cười chụp vào không trung. Một luồng ánh sáng trắng cuốn ra, ngay sau đó một tên thích khách xuất hiện trong tay vương vũ vương vũ nắm chắc tên thích khách kia xoay vòng cánh tay vung về phía trước tên thích khách bị vương vũ nắm trong tay ngay lập tức bị ném ra ngoài sau đó người nằm dưới đất ngổn ngang trên bến tàu vương vũ nhảy lên không trung phía trên đám người lôi đình cước hạ xuống lại một vùng ánh sáng trắng lóe lên ai vượt qua chết vương vũ lặp lại một lần nữa lần này mọi người thành vong linh hoàn toàn choáng váng chiến sĩ vừa mới đánh trực diện cũng thôi đi ngay cả thích khách có tìm hành cũng không được. Không lẽ tên này xài hắc ư? Hắn có kỹ năng chống tìm hành, còn có thể tấn công tầm xa, mọi người không cần xông về phía trước nữa đâu, công kích tầm xa luôn hắn. Bấy giờ tung mã giang hồ trong đoàn người cất giọng la lên. Các người chơi thành vong linh vừa nghe, hơi ngẩn người, sau đó ra sức tác cho mình một bạc tai, cái đệt, nghe người ta nói tai vượt qua, chết, đã con mẹ nó xông lên giới tuyến đó như một đồ đần lại quên mất nghề công kích tầm xa, cũng quá ngu xuẩn mà. Nếu như vượt qua giới tuyết thì chết, thế không vượt qua là được rồi. Nghĩ vậy, cung thủ cùng với Pháp Sư Thành Vong Linh đứng ở phía sau nhau nhau triển khai công kích với Vương Vũ. Vương Vũ nhìn kỹ năng loạn xạ không theo trình tự nào, trong lòng đầy chán chường Nếu là trận hình hoàn chỉnh đồng loạt phát động công kích, Vương Vũ dựa vào niềm khí tráo vẫn có thể gắn gượng qua một đợt, nhưng bọn người thành vong linh kia không có tổ chức không kỷ luật, một người tùy tiện gào lên ném kỹ năng, nhiều người thế này triển khai công kích, trong lúc vô tình đã bù lại công kích không được linh hoạt cùng với thời gian hồi chiêu. Húng hồ công kích của người chơi thành vong linh vẫn gồm có mũi tên cùng với ma pháp, nếu chỉ có mũi tên thôi, với công kích vật lý vẫn có thể dùng vũ khí để đánh rớt xuống. Thứ đồ chơi ma pháp này ngoại trừ kỹ năng của hắn ra, hoàn toàn không thể trụ được rồi. Không đến 2 giây, Vương Vũ phải xuất ra niệm khí tráo, lợi dụng 25 giây vô địch của kỹ năng, Vương Vũ mở ra trái tim bất tử. Lại qua hơn mười mấy giây, Vương Vũ thấy hiệu quả trái tim bất tử sẽ kết thúc ngay lập tức, khi Vương Vũ bị giết thành từng mảnh nhỏ, đột nhiên hắn hơi sửng sốt, tiếp đó gào to, ông đây có chết cũng không thể chết trong tay đám người các ngươi. Ngay sau đó Vương Vũ vừa nhảy về phía sau, cả người đã chìm vào đầm lầy vong linh. Méo đỡ được con mẹ nó vậy mà hắn lại tự sát thấy vương vũ nhảy vào đầm lầy trong lòng đám người thành vong linh phải gọi là khó chịu móa nó cả đám bị con hàng này dẫn chạy một vòng từ đông sang tây còn bị hắn giết nhiều người như vậy cuối cùng ngay cả ánh sáng bỏ mạng của hắn cũng không thấy đây là thứ gì vậy bấy giờ lại có người la lên đừng lo lắng nữa những người còn lại chặn ở nhà gỗ hai mọi người nghe vậy thở dài một hơi thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất mà, cho dù nghe thấy việc đã tìm được những người khác, trong lòng mọi người vẫn cảm thấy tiếc nuối với việc không thể đánh chết vương vũ, cảm xúc đuổi giết cũng giảm xuống. Bên phía nhà gỗ, đám người vô kỵ đã hoàn toàn bị chặn trong đó. Tuy nói nhà gỗ dễ thủ khó công, một chiến sĩ khiên thuẫn cũng có thể chặn cửa, thế nhưng dù dễ thủ khó công như thế nào, đối mặt với chiến thuật biển người mênh mông như thế, chung quy cũng có giới hạn. Dưới sự công kích bất tận, giá trị đỡ đòn của chiến sĩ khiên thuẫn bên trong nhà gỗ cũng chỉ chống được một giây, mọi người thay nhau tiến lên cửa trên, cũng chỉ sống lâu thêm vài phút, sau 5 phút, tất cả tấm chắn của chiến sĩ khiên thuẫn bên trong đều bị đánh mất hết độ bền, ngay cả tấm chắn dự bị cũng bị rơi gần hết độ bền. Con mẹ nó, vô kỳ à, chúng ta không chịu được nữa rồi. Cự thuẫn cùng với tấm chắn hoàng kim của Doãn Lão Nhị đã sắp hỏng hết toàn bộ, lúc này những giọt nước mắt đau thương đều rơi xuống cố gắng chống đỡ, cho lão ngưu tranh thủ thời gian. Vô kỵ lớn tiếng nói. Ha ha, cái tên đồng bọn chạy như thỏ kia của các ngươi đã nhảy xuống đầm lầy vong linh tự sát rồi. Người chơi thành vong linh đứng ngoài cửa nghe được lời của vô kỵ, mở miệng chế giễu. Quắc! Vừa nghe người chơi thành vong linh nói như thế, tinh thần chiến đấu của mọi người trong phòng suy sụp, ngay cả vương vũ cũng đã chết. Chống cự tiếp như vậy cũng vô dụng mà đừng nghe bọn chúng nói bậy. Vô kỵ nói, lão ngưu trên bản đồ còn chưa có chết đâu. Ồ, đúng rồi, đám người kia một đường cùng chúng ta chơi trò vây kín bốn bề, bọn chúng cũng không ra ngoài hỏi thăm thử ông đây đang làm gì. Sau khi mọi người toàn chân giáo nhìn thoáng qua nhân số trận doanh trung lập trên màn hình không biến về con số không, tinh thần chiến đấu lại dâng cao. Cùng bạo lôi thần cũng bị nhiệt huyết của mọi người toàn chân giáo làm cho rung động, y chỉ vào cửa nói với mọi người, con mẹ nó tất cả cùng chặn với ông đây, có thể đỡ được một giây thì một giây. Cuối cùng cùng bạo lôi thần quay qua nói với vô kỵ, lão đại vô kỵ, các ngươi nhất định phải chống đỡ đó. Dứt lời, y cùng với những người khác xông về phía cửa. Chương 619, Chiến thuật biển người não tàn Ồ! Phía dưới đầm lầy vong linh là như vậy sao? Vương Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả biểu cảm đều là sự khó tin. Sau khi Vương Vũ nhảy vào đầm lầy cũng không bị cắn nuốt, mà là lặn xuống phía dưới đầm, thế nhưng cảnh sát phía dưới cùng với phía trên đầm lầy vong linh hoàn toàn là hai thế giới, và lại nơi này cũng không giống với đầm lầy bình thường. Lúc Vương Vũ ở thành Dư Huy cũng từng lặn xuống đầm lầy, trong đầm là một vùng tối như mực không nhìn thấy gì, mà đầm lầy vong linh lại giống một vùng biển màu xanh, xung quanh Vương Vũ có đủ loại sinh vật biển cảnh sắc cũng phải đẹp hơn so với bất kỳ đáy biển nào trên thế giới. Ngay phía dưới vương vũ có một cái lồng trong suốt khổng lồ, bên trong đó là một vùng gì đó giống như thành thị. Lúc này, cái chìa khóa Atlanta trong túi vương vũ giống như phát ra ánh sáng màu xanh, ngay sau đó vương vũ nhận được hệ thống nhắc nhở, bạn đã phát hiện bản đồ phụ bản ẩn minh hải của thành vong linh, nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm. Trong nhà gỗ tại cảng Harikyu, đám người cùng bạo lôi thần mỗi người xông về phía cửa, dưới hỏa lực dày đặc của người chơi thành vong linh biến thành ánh sáng trắng mười mấy giây trong nhà gỗ chỉ còn lại mười người toàn chân giáo đi đến hai bên cửa vô kỵ chỉ vào hai bên cửa nhà gỗ la lên nhà gỗ là đơn vị bất khả chiến bại hai bên cửa nhỏ lại là nơi che chắn an toàn nhất vừa rồi nhiều người núp cũng trốn không thoát chỉ có thể mạnh mẽ chống cự lúc này ít người trong nhà gỗ thông thoáng rộng rãi mới có điều kiện ẩn nấp sau khi mọi người toàn chân giáo núp vào hai bên cửa, người chơi thành vong linh nhất thời đã mất đi mục tiêu, vì thế chiến sĩ đứng hàng thứ nhất giờ tắm trắng vội xông lên. Nhưng mà cửa phòng chật hẹp, hơn nữa nhiều người xông lên. Thực sự chỉ có một người có thể đi vào bên trong. Mọi người toàn chân giáo núp hai bên bày thế trận chờ quân địch, chiến sĩ thành vong linh mới vừa vào cửa, đã bị đám người toàn chân giáo tập kích hóa thành luồng ánh sáng trắng. Con mẹ nó, bọn ti tiện này thấy chiến sĩ dẫn đầu vừa mới bước vào đã bị giết trong nháy mắt, người chơi thành vong linh ở phía sau hoảng hốt đứng tại cửa, cũng không dám bước lên phía trước. Mọi người cũng không ngu, đương nhiên biết với địa thế này chỉ có một người có thể đi vào nhà gỗ thì hậu quả ra sao, trong đó chính là một đám hổ sói, tùy tiện đi vào như vậy hoàn toàn dân tặng điểm vinh dự. Để thế này thì làm sao bây giờ? Nhìn thời gian còn không đến 40 phút, người chơi thành vong linh bên này đều sốt ruột. Sau 40 phút nữa thì trận doanh Quang Minh sẽ thắng, cứ dây dưa như vậy cũng không phải là cách tốt. Trong đám người chơi Thành Vong Linh đương nhiên không phải không có kẻ thông minh, thế nhưng Thành Vong Long có vài chục vạn người, mọi người chỉ biết đoàn thể nhỏ của họ, vài câu đôi lời của một vài người trong đó bị nhấn chìm. Thế nhưng không có cách nào cũng là một biện pháp, cuối cùng ý kiến được phần lớn người chơi nhất trí chính là quản chi con mẹ nó, cứ liều mạng xông vào bên trong cả đám người cũng không tin không thể xông nổi như thế với biện pháp hết sức lưu manh đoán chừng cũng chỉ có người chơi thành vong linh lúc này mới có thể nghĩ ra ai bảo bọn chúng gì cũng thiếu chỉ không thiếu người thôi sau khi ý kiến đạt được sự nhất trí các chiến sĩ hàng phía trước của thành vong linh đồng loạt xông tới phía trong nhà gỗ người trước ngã xuống người sau tiến lên mạnh mẽ tông vào không nói tới việc người chơi thành vong linh làm liều như vậy thực sự làm cho cả đám toàn chân giáo rối tung lên con mẹ nó, bọn chúng thật sự không muốn sống nữa sao? Thấy nhiều người như vậy liều mạng chen chúc vào trong nhà gỗ. Hai người danh kiếm đạo tuyết cùng với Bắc minh hữu ngư đứng ở phía trước khoảng sợ. Cả lũ não tàn này phải xông vào cho bằng được mà. Sắc mặt bình tĩnh ban đầu của vô kỵ cũng trở nên đơ ra. Chiến sĩ khiên thuẫn được xưng tụng da dày thịt béo, muốn giết chết nghề đó ngay lập tức, bắt buộc phải sử dụng kỹ năng mới được, nhưng dù sao cũng có thời gian hồi chiêu, đối mặt với người chơi thành vong linh hung hãn không sợ chết, lại liên miên không dứt, kỹ năng có thời gian hội chiêu rõ ràng có chút không theo kịp. Vừa mới bắt đầu mọi người toàn chân giáo còn có thể dựa vào trang bị mạnh mẽ. Cùng với kỹ thuật khống chế kỹ năng hồi chiêu ứng phó một lúc, một thời gian thì khống chế hồi chiêu vẫn được nhưng tiếp viện không theo kịp, theo kịp tiếp viện thì hồi chiêu lại không khống chế nổi. Vô kỵ khóc không ra nước mắt, con mẹ nó đây mới thực sự là lấy không cách vỡ muôn vàng cách, chiến thuật biển người rất não tàn. Sau 5 phút, rốt cuộc có một chiến sĩ khiên thuẫn thành vong linh thành công đánh vào nhà gỗ, có sự tấn công thứ nhất, phòng tuyến của toàn chân giáo như sông Hoàng Hà vỡ đê, người chơi thành vong linh đồng loạt ào vào trên trăm tên, nhồi đầy cả nhà gỗ. Đám người toàn chân giáo thì ngoài bao tam và doãn lão nhị ra thì đều là máu mỏng. Ban đầu bọn họ tránh ở sau góc tường, bị cái lũ da dày thịt béo chen chút bị ép tự như tranh vẽ trên tường vô kỵ còn đỡ hơn chút hắn ta có kỹ năng vô địch không bị dồn ép quá nhiều chỉ có minh đô và xuân tường giáp mỏng thì càng thê thảm hơn hai người giống như chó co quắp ở góc tường ngay cả pháp trượng cũng bị người ta giẫm nát dưới chân hoàn toàn không thể thi triển ma pháp các người chơi thành vong linh cũng không rảnh rỗi tuy rằng không thi triển công kích được cũng không làm lỡ cử động thân thể của bọn họ cả đám người cố sức chen đến bên rìa với mưu đồ chèn chết đám người toàn chân giáo thiết kế hệ thống cũng rất nhân tính hóa, lượng máu của cả bọn toàn chân giáo thật sự từ từ tuột xuống. Ký ngạo cũng bị chen chút đến khóc ra nước mắt, ông đây cả đời anh dũng, chẳng lẽ lại bị chèn đến chết sao? Ngươi lầm rồi, ta là bị giẫm chết. Lúc này Minh Đô vẫn không quên bắt bẻ. Lão Lý, một xuân tường tán thành. Linh lung mộng nói, quên con mẹ các ngươi đi, bà đây còn chưa than đây này, các ngươi tức cái quái gì? đám gia súc toàn chân giáo nghe vậy, vội nhìn về phía linh lung mộng cùng với Dương Na. Chỉ thấy các người chơi thành vong linh trước mặt đầy vẻ tươi cười hèn mọn. Lại hăng hái chèn lên người hai cô gái, linh lung mộng vẫn ổn, còn gào to, con mẹ nó các ngươi để ý một chút coi, móng vuốt heo sợ ở đâu vậy hả? Thế nhưng Dương Na đã sợ đến xanh mặt, cô ta dính sát vào vách tường, hai tay đẩy ngược về phía trước, với ý định đẩy những người chen chút ra, nhưng cô ta là một cung thủ, nào có thể đẩy nổi tên cơ, rất nhanh đã bị người ta ép dính sát tường. Dĩ nhiên cho dù là mô phỏng toàn diện, trong trò chơi cũng có tranh giới cuối dùng, sau khi hai người bị ép dính sát tường, hệ thống nhận định người chơi đã ở trạng thái tụt máu, tiếp đó tự động cách ly khỏi khi vực nhạy cảm. Nhìn hai cô gái bị vặn vẹo bởi một đám thô tục chen chúc, trong phút chốc đám gia súc toàn chân giáo im lặng không nói lời nào, trong lòng không hẹn mà cùng reo hò, thật sự hâm mộ quá đi ngay lúc mọi người toàn chân giáo suýt bị người ta chèn đến chết đột nhiên vô kỵ nhận được tin tức của vương vũ vô kỵ giao chức đội trưởng cho ta vương vũ thấy tin tức của vương vũ không hề do dự chuyển giao đội ngũ cho vương vũ ngay sau đó mọi người toàn chân giáo đồng loạt nhận được hệ thống nhắc nhở đội trưởng thiết ngư của các ngươi mời tiến vào thế giới dưới đáy biển atlanta có đồng ý hay không lúc này mọi người cũng suýt bị chèn chết rồi làm gì có sự lựa chọn nào khác, cả bọn không nói hai lời trực tiếp chọn đồng ý tâm. Trước mắt người chơi thành vong linh còn đang liều mạng chen chút chợt sáng lên ánh sáng trắng, mọi người toàn chân giáo biến mất không thấy tung tích trước mặt bao người. Con mẹ nó, đừng chen nữa, bọn chúng chết rồi. Chúng ta thắng rồi. Nghe được tin này, tiếng hoang hô của người chơi thành vong linh vang lên một vùng, thế nhưng sau tiếng hoang hô, một giọng nói yếu ớt tại sao hệ thống không thông báo chúng ta đã chiến thắng nhỉ? Chương 620, BUG cũng không phải BUG. Điều này. Các người chơi thành vong linh ngơ ngác, kéo thanh nhiệm vụ ra, con số 10 chướng mắt treo phía sau nhân số trận doanh quang minh. Càng ngứa mắt hơn là sau nhân số trận doanh trung lập lại hiện ra số 1. Không thể nào ông đây tận mắt thấy cái tên bên trận doanh trung lập nhảy vào đầm lầy thành vong linh cơ mà những người chơi vừa mới đuổi giết vương vũ kia nhìn thấy không chỉ những người khác của toàn chân giáo không chết ngay cả vương vũ cũng còn sống ngay lập tức đứng ngồi không yên những người này sống ở thành vong linh này lâu như thế bọn chúng biết rất rõ đầm lầy vong linh là nơi nào như thế nào người nhảy vào tuyệt đối không có khả năng thoát ra được nhưng sự tồn tại của vương vũ đã làm cho mọi người ý thức được có thể là hệ thống bị bút hoặc là có người dùng hắt ông đây còn mắt mở trừng trừng nhìn những người trong phòng biến thành ánh sáng trắng đây này người chơi thành vong linh thấy đám người còn lại của toàn chân giáo biến mất cũng nói với vẻ rất bất mãn rõ ràng bọn họ biến thành luồng ánh sáng trắng rồi biến mất mà thế mà vẫn chưa chết hẳn chẳng lẽ mấy người đó còn có thể hồi sinh sao bấy giờ người chơi lão làng có kinh nghiệm đưa ra ý kiến ánh sáng trắng biến mất không nhất định sẽ chết hẳn vẫn có thể là truyền tống truyền tống ư mọi người nhốn xôn xao nhốn nhau chẳng lẽ là quyển trục truyền tống các người chơi lão làng nhắc nhở như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm tại sao rõ ràng vương vũ nhảy vào đầm lầy vong linh lại không chết tại sao đám người trong nhà gỗ đột nhiên biến mất ngay lập tức thì ra bọn chúng dùng đạo cụ truyền tống con mẹ nó bọn game thủ nạp tiền chó má này nghĩ vậy mọi người không kìm được đều chửi ầm lên thứ duy nhất ở giai đoạn hiện nay trong trò chơi có thể làm cho người chơi truyền tống, ngoài quyển trục về thành ra chính là quyển trục truyền tống lập tức. Thế nhưng hai loại quyển trục này cũng chỉ có pháp sư ma pháp không gian mới có thể chế tạo ra, mỗi một loại đều có giá cực cao. Hiện nay quyển trục về thành có giá thị trường là 1.000 đồng vàng một cuốn, quyển trục truyền tống ngẫu nhiên quý hơn với giá 5.000 đồng vàng một cuốn, 11 người là 55.000 đồng vàng, đổi thành nhân dân tệ chính là vàng bạc hàng thật giá thật. Không phải toàn chân giáo là công hội xuống cấp sao, lại chi nhiều tiền như vậy để chạy trốn, từng đó đồng vàng này cũng có thể mua lại một công hội luôn đấy, bọn game thủ nạp tiền này thật là dứt khoát mà. Từ trước đến nay game thủ bình thường luôn mang cảm xúc chống đối với game thủ nhân dân tệ lấy tiền đè người. Bây giờ bọn họ thấy cả đám người toàn chân giáo truyền tống trốn chạy, sự oán giận trong lòng càng sâu sắc hơn. Dĩ nhiên thành Vong Linh cũng có game thủ nhân dân tệ, nhưng chung quy cũng chỉ là số ít thấy nhiều người căm phẫn ngập trời như vậy, bất luận kẻ trước kia hung hăng càng quấy bao nhiêu, bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, bọn họ sợ dẫn sự oán hận đó lên người mình. Tìm đi, quyển trục truyền tống lập tức là truyền tống ngẫu nhiên, bọn chúng cũng không biết bản thân ở đâu, thời gian vẫn đủ, chúng ta còn cơ hội, ta cũng không tin bọn chúng còn quyển trục truyền tống nào nữa. Bình thường bọn nhà giàu mang thứ quyển trục truyền tống này trong người đều chỉ có một cái để phòng thân, kẻ mang theo hai cái thì không chỉ gọi là nhà giàu nữa rồi, mà gọi là nhà giàu ngu ngốc. Trong nhiệm vụ cảnh quan, cho dù đầu hàng quay về thành thì tuyệt đối không thể dùng quyển trục về thành, bọn toàn chân giáo đã dùng xong quyển trục ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ không có cơ hội truyền tống lần thứ hai, thời gian còn hơn 30 phút, tuyệt đối kịp cho vài chục vạn người lục soát khắp nơi trong đầm lầy vong linh. Thế nhưng các người chơi thành vong linh không biết một điều, chính là bọn toàn chân giáo kia với tính cách thà chết chứ không chịu thiệt sao có thể mua loại quyển trục truyền tống xa xỉ này chứ bấy giờ cảnh tượng trước mắt mọi người toàn chân giáo vừa thay đổi thì bọn họ đã đến minh hải thấy cảnh sát của minh hải cùng với thành thị ở dưới lòng chụp trong suốt vẻ mặt của cả đám người triệt để giống hệt như vương vũ lúc đầu phát hiện ra nơi này hơn nữa trên đầu mọi người giống với vương vũ đều xuất hiện một cái thời gian thời gian đó là giá trị hô hấp người chơi không học thuật tìm thủy hoặc đeo bình hô hấp dưới nước tiến vào cảnh tượng dưới nước thì trên đầu cũng sẽ xuất hiện thứ như vậy. Thời gian hô hấp dưới nước của người chơi bình thường là 120 giây, vương vũ thì có vẻ hữu bại hơn, thời gian trên đầu tới khoảng 720 giây. Mọi người đến hết rồi à? Sau vương vũ thấy mọi người đến, tiến lên chào hỏi một cách nhiệt tình. Đây là đâu? Mọi người hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Phía dưới đầm lầy vong linh. Vương Vũ cười nói. Con mẹ nó, Ngươi thật sự nhảy xuống đầm lầy hả, tại sao lại không chết? Vô kỵ khó hiểu. Ha ha. Vương Vũ cười ha hả, chỉ vào tim của ếch vua, sau đó hắn bày ra thuộc tính của trang bị. Đi lại trong đầm lầy, kỹ năng chủ động, có được năng lực của ếch vua. Có thể lặn xuống đầm lầy trong 30 giây, thời gian hồi chiêu 60 giây, hao tổn 200 megapixel. Chật chật, không ngờ ngươi vẫn còn có thứ đồ ly kỳ cổ quái như vậy cả đám người không nhịn được mà than thở đồng thời khua tay múa chân nói vậy làm sao mới có thể thoát ra đây chúng ta sẽ chết đuối đó ha ha đi theo ta vương vũ nhìn dáng vẻ hoảng hốt của mọi người cười ha hả hắn bơi về phía dưới lồng trực trong suốt mọi người cũng theo sát phía sau cả đám người theo vương vũ tiến vào cái lồng trực trong suốt vương vũ lấy chìa khóa atlanta màu xanh làm trôi lên bềnh đặt vào trong một cái rãnh lập tức cái lồng chụp xuất hiện một cửa vào, vương vũ và bọn người toàn chân giáo bị hút vào cùng với nước biển. Bên phía tổ giám sát, tiểu trương thấy một màn như vậy, gào lớn lên, tổng giám đốc hách, di tích Atlanta mở ra kìa. Tôi biết rồi, đang xem đây nè. 9527 ở bên cạnh nói một cách thản nhiên, ánh mắt hắn ta nhìn chầm chầm vào cả đám người trên màn hình. Những nhân viên công tác khác ở tổ giám sát nghe vậy vội nhìn qua, kinh ngạc nói, di tích Atlanta. Cái đó là cảnh tượng ẩn cấp 60 đấy, tại sao bây giờ đã mở ra rồi? Do nhiều nguyên nhân, nhưng mà bây giờ phiền phức hơn là bọn họ còn đang đánh chiến trận doanh. Tiểu Trương nói với vẻ phiền muộn. Nói như thế nào đây, di tích Atlanta cùng với chiến trận doanh vốn là hai nhiệm vụ không liên quan một chút nào, thế nhưng khiến cho toàn chân giáo gặp trường hợp như vậy, chỉ có thể là xuất hiện BUJ cũng không phải BUJ. Minh Hải cùng với di tích Atlanta thuộc phụ bản cảnh tượng bên trong cảnh tượng đầm lầy vong linh, thế nhưng con mẹ nó ai cũng không ngờ rằng, Vương Vũ lại có tim của ếch vương, hắn dứt khoát nhảy vào trong đầm, lại sử dụng quyền hạn đội trưởng tiến vào phụ bản, còn kéo toàn bộ đám toàn chân giáo vào trong vì như thế nên mọi người toàn chân giáo đã ẩn núp ở nơi mà toàn bộ người chơi thành vong linh đều tìm không ra. Cũng chẳng sợ bọn chúng biết được đám người toàn chân giáo đang ở đâu, không có trang bị đặc biệt cũng không vào được thiết lập ban đầu này vốn không có BUG, thế nhưng hành vi bây giờ của cả bọn toàn chân giáo thực sự là một lỗ hổng trong hệ thống. Đổi thành ngày thường thì tiểu trương cũng không cần phải đau đầu như vậy, nhưng bây giờ đang trong chiến trận doanh đó, con mẹ nó hắn núp trong phụ bản lại lừa người khác, điều này tuyệt đối không công bằng với người chơi của trận doanh hắc ám. Tuy rằng tiểu trương thân là GM, không thể nhúng tay vào tranh đấu của người chơi trong game, Thế nhưng từ trước đến nay chiến trận doanh là công cụ có lợi cho việc hút vàng trong trò chơi, trận doanh đại chiến mới có thể khiến cho toàn bộ người chơi thấy rõ sự chênh lệch, vì thế sẽ bỏ tiền mua vàng mua trang bị. Bây giờ công cụ này lại bị người của toàn chân giáo làm ra như vậy, điều này sẽ khiến cho người chơi trận doanh hắc ám nghĩ như thế nào đây? Sau này tất cả mọi người dùng BUG để vượt qua nhiệm vụ, trò chơi còn kiếm tiền sợi lông gì nữa chứ? 9527 thản nhiên nói, Mặc kệ chuyện của bọn họ, đây là lỗ hổng trong thiết kế của chúng ta, sau này làm miếng vá đắp vào là được. Bây giờ chủ yếu xem đám người đó làm sao để vượt qua phụ bản ẩn cấp 60. Chương 621: Phụ bản không thể nào vượt qua. Sau khi đám người toàn chân giáo bị hút vào trong cái lồng trực trong suốt, ngay sau đó đã nhận được nhắc nhở của hệ thống hệ thống nhắc nhở bạn đã phát hiện phụ bản ẩn loại lớn di tích thâm hải thành atlanta phụ bản ẩn lại là loại lớn trời ơi là phụ bản ẩn phát tài rồi con mẹ nó tại sao là phụ bản loại lớn chứ đậu xanh rau má sau khi nhận được nhắc nhở của hệ thống cảm xúc của mọi người toàn chân giáo quay một vòng từ thiên đường xuống địa ngục trong phút chốc mà người luôn có chuyện vui buồn đều bày hết trên mặt như minh đô càng lộ vẻ dở khóc dở cười biểu cảm của những người khác cũng là buồn vui lẫn lộn xoắn xuýt vô cùng vui mừng đó là giải mã cuối cùng của chìa khóa này lại là phụ bản ẩn phụ bản ẩn chính là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể tìm lại càng là một đại từ có giá trị may mắn cao cùng với chất lượng cao từ lúc trò chơi được mở ra đến nay người chơi gặp được phụ bản ẩn có thể đến trên đầu ngón tay tuyệt đại đa số người chơi cũng chỉ nghe đồn mà thôi Buồn chính là phụ bản này là phụ bản ẩn loại lớn. Phụ bản ẩn cùng với phụ bản trận doanh đều chẳng phân biệt cấp bậc. Thế nhưng loại này giống với phụ bản thông thường, cũng chia ra lớn nhỏ. Giống như loại phụ bản thông thường, phụ bản ẩn chia thành loại nhỏ, loại trung và loại lớn. Loại phụ bản nhỏ này như phụ bản sơ cấp nhà thờ huyết sắc vậy, nhân số tối thiểu không dưới 5 người, loại phụ bản nhỏ này là phụ bản đội ngũ, phụ bản trung lại là phụ bản tập thể với nhân số mấy chục người còn về phụ bản loại lớn thì chính là phụ bản công hội trong truyền thuyết phụ bản công hội là phụ bản có độ khó cao nhất trong trọng sinh loại phụ bản này không chỉ có quy mô lớn hơn nữa bốt lại biến thái tột cùng thường cần người của một công hội nhào lộn vô số lần mới có thể hoàn thành được thành tựu công hội vượt phụ bản đầu tiên bởi vậy có thể thấy được mức độ khó khăn của phụ bản loại lớn một điều quan trọng nhất chính là trong thiết lập của trò chơi, đẳng cấp tham gia phụ bản loại lớn thấp nhất là cấp 60, dựa theo độ khó của phụ bản ẩn thông thường cũng phải lớn hơn thông lệ bình thường, người chơi ít nhất phải cấp 60 mới có thể đến đây để thử sức. Chẳng trách tên Thủy Hạ Kháng Ngư này biết rõ bí mật của cái chìa khóa lại không có lý do thăm dò nó, chắc chắn y cũng biết độ khó của phụ bản này. Muốn đợi đến khi đạt được cấp 60 sẽ đến thử sức. Có câu trời đất vạn vật xoay chuyển, trong lúc vô tình thủy hạ kháng ngư đã bẫy đám người toàn chân giáo. Hay là chúng ta chờ ở đây cho đến khi chiến trận doanh kết thúc thì đi ra? Minh Đô nói ra chủ ý bị ổi. Vương Vũ lắc đầu nói, chúng ta ra không được đâu, chìa khóa biến mất rồi. Vương Vũ vừa dứt lời, mọi người lại nhận được tin tức từ hệ thống, bạn đã nhận nhiệm vụ phụ bản ẩn di tích văn minh viễn cổ. Di tích văn minh viễn cổ, Ma Pháp cùng với khoa học kỹ thuật đã dựng nên nền văn minh Atlanta vang danh đại lục, sự trỗi dậy của nền văn minh Atlanta đã đưa loài người vào một kỷ nguyên mới. Thế nhưng con người ngu xuẩn lại mưu tính dùng nền văn minh khiêu chiến quyền lực của thần, dưới cơn thịnh nộ của các vị thần đã đe dọa dùng nước minh hải nhấn chìm loài người, cũng làm cho tất cả những thứ có liên quan sự sách của Atlanta và nhân loại biến mất. Gợi ý nhiệm vụ, tiêu diệt con rối của thần, nhiệm vụ thất bại sẽ bị hạ hai cấp ngay sau đó mất đi một món trang bị trên người cha mẹ nó thật sự không biết xấu hổ mà đây không phải ép chúng ta tự tìm đường chết sao sau khi nhìn nhiệm vụ mang tính ép buộc của hệ thống cả đám đều chửi rủa ui chao con rối của thần nghe tên đã biết không dễ chọc rồi bối cảnh cốt truyện của trọng sinh chính là quyền lực thần linh tối thượng dựa theo tính giỏi trở mặt trước sau như một của trò chơi hễ trong tên có chữ thần thì không có một ai là kẻ dễ bắt nạt cả Càng khỏi phải nói người đứng sau con rối của thần là thần, trong bối cảnh cốt truyện trò chơi, chuyện tốt của thần không thấy bao nhiêu, nhưng trái lại chuyện xấu đều không đến xuể. Chẳng hạn như bộ tộc Angela do không tin thần nên bị nguyền rủa, đến việc nền văn minh Atlanta tiến hành uy hiếp quyền lực của thần mà xui xẻo phải muôn đời muôn kiếp không vùng dậy được. Đủ loại dấu hiệu cho thấy thần chính là kẻ đốn mạc có lòng dạ hẹp hòi, bảo bọn họ giết thuộc hạ của hắn không chừng sẽ bị hố thì sao. Vả lại đây chính là phụ bản ẩn với người chơi có cấp bậc ít nhất là cấp 60, người chơi giai đoạn hiện giờ vượt qua cấp 30 giết quái cũng con mẹ nó không dễ dàng gì, huống hồ lại là quái phụ bản mạnh mẽ chứ. Nhất là quái phụ bản ẩn còn ngang tàn hơn so với quái phụ bản thông thường, phụ bản này hoàn toàn không có phần thắng rồi. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại càng chơi đều hơn, người chơi ở giai đoạn hiện tại trên cấp 30 cũng không tính là cao. Lại hạ hai cấp, hai ngày đã cày trở lại, thế nhưng trang bị của người chơi chính là mạng sống ngẫu nhiên mất đi một món trang bị thực sự là lấy mạng người chơi có thể dẫn đến việc thúc ép người chơi đi chịu chết đây mà như đám người toàn chân giáo kia tuy không thể nói trang bị của bọn họ là tốt nhất trong trò chơi thế nhưng trên người mỗi người đều có một hai món có thể sử dụng đến già đó ngẫu nhiên mất một món cũng chính là mất nửa cái mạng rồi không nghĩ đến một nhiệm vụ được tiết lộ lại khiến cho mọi người lâm vào hoàn cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong Lôi thần à, bắt được thủy Hà kháng ngư chưa? Vô kỵ mở ra khung bạn tốt hỏi cùng bạo lôi thần. Đã giết hai lần, hắn đăng xuất rồi, bây giờ các ngươi thế nào rồi? Cùng bạo lôi thần nói. Ngươi yên tâm, chúng ta rất an toàn, chăm sóc thủy Hà kháng ngư cho tốt, giết nhiều lần vào cho ta hả giận. Vô kỵ nói với vẻ tức giận. Ta hiểu mà, hiểu mà. Ta cảm thấy chúng ta hẳn nên thử một lần thấy mọi người có vẻ thấy khó muốn lui, Vương Vũ đứng ra nói. Đừng ầm ý nữa, thay vì lãng phí hơi sức cho cái nhiệm vụ đó, không bằng chúng ta đợi lát nữa khi chiến trận doanh kết thúc, tự sát trở về thành. Vô Kỵ nói một cách thản nhiên. Vô Kỵ nói lời này cũng không phải do hắn ta lo sợ, mà là Vô Kỵ làm việc gì đều làm theo khả năng, bất kể trang bị vượt trội hay là dùng địa hình, nhưng hễ là có một phần nắm chắc thành công, Vô Kỵ đều dám thử một lần, còn chuyện không nắm chắc thì cho tới bây giờ hắn ta đều mặc kệ. Cảnh tượng hiện tại là là phụ bản ẩn loại lớn trên cấp 60. Cái gì gọi là phụ bản loại lớn? Chính là loại mấy trăm người chơi cấp 60 phải nhào đầu vào nhiều lần mới có thể vượt qua, huống hồ là phụ bản ẩn, đoán chừng từng con quái nhỏ bên trong đều mãnh liệt hơn so với bốt thông thường hay gặp được. Hoàn toàn không có nửa phần thành công mà. Vương Vũ cười nói, dù sao đi nữa cũng chết, còn không bằng chúng ta cứ thử một phen, có thể hay không thể vượt qua được thì ít nhất cũng phải tìm tòi một chút chứ. Điều này, Vô Kỵ trầm ngâm một lúc, hắn ta hỏi những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Không sao cả, dù sao kết quả cũng như nhau thôi. Mọi người đều nói, tuy rằng biết rõ núi có hổ sẽ thiên vị cho hổ, không phải là phong cách của toàn chân giáo, thế nhưng còn chưa đánh đã lo sợ, cũng không phải tính cách của những kẻ liều mạng này. Đi chúng ta để lại một người ở đây xem diễn biến của chiến trận doanh những người khác đi đánh phụ bản vô kỵ nói tiểu mộng ở đây chờ đi linh lung mộng cắt lời nghiêm mặt nói thối nát dựa vào cái gì mà bảo bà đây ở lại ai xấu nhất thì ở lại đi có thể vui đùa với mọi người ai lại muốn một mình tự kỷ ở chỗ này chứ mọi người nghe vậy không hẹn mà cùng nhìn về minh đô minh đô bực bội nói con mẹ nó nhìn ông đây làm gì, ông đây rất xấu sao? Chà, thành thật mà nói, vấn đề không phải là lão lý ngươi xấu hay không xấu, người bình thường thấy ngươi đoán chừng cũng phải nằm mơ thấy ngươi. Xuân Tường cười tủm tỉm nói. Đúng vậy. Tối qua ta đã mơ thấy lão lý. Ký ngạo hù theo. Thiệt hay xạo đó, mơ thấy hai người làm gì hả? Mọi người nói với vẻ đầy hào hứng. Ký ngạo nói, ta mơ thấy lão lý trả hết tiền hắn nợ ta cho ta đó. Ha ha, tên nhóc ngươi, đưa giấy nợ cho ta. Ông đây đã trả nợ cho ngươi, ngươi còn giữ giấy nợ làm gì chứ? Biến, không biết xấu hổ. Tên nhảy tranh nhà ngươi. Chương 622, Lòi đuôi cáo. Thấy hai người Minh Đô và Ký Ngạo sắp chuẩn bị giày xéo nhau, những người khác ở bên cạnh lại dẫn cật đầu vô kỵ như phình to lên. Được rồi được rồi, ông đây sẽ ở lại. Dù sao ngay từ đầu vô kỵ cũng không muốn đánh phụ bản này. Nếu tất cả mọi người không muốn ở nơi này, trái lại đúng với ý nghĩ của vô kỵ. Dẫn hoài, người không đi thì đánh phụ bản này thế nào được? Mọi người vội vàng nói. Thật ra thì toàn chân giáo cũng không khác gì đồng tâm minh, thường ngày cũng một văn một võ phối hợp, chẳng qua toàn chân giáo ít người hơn vả lại đám người toàn chân giáo này ai ai cũng nham hiểm. Cho nên những tên đó phải nhanh nhẹn năng động hơn đồng tâm minh. Khi đánh bốt không có vương vũ thì mọi người sẽ đánh đến mỏi mệt, khi vượt phụ bản không có vô kỵ cũng sẽ hệt như thế, bây giờ vô kỵ nói không đi, mọi người nhất thời hoảng hốt. Vô kỵ xua tay nói, ông đây đi cũng không cách nào đánh được, dưới tình trạng thực lực áp chế tuyệt đối, cho dù có sự chỉ huy của ông đây cũng không bù được sự chênh lệch về thuộc tính không chỉ huy được thì ngươi vẫn có thể tăng máu mà. Vương Vũ nói. Vô kỵ đáp, thêm máu con khỉ khô ấy, ngươi có biết quái tinh anh cấp 60 phụ bản ẩn công kích rất cao không? Ngươi ta hơi nhẹ một chút thì ngay cả lão nhị cũng có thể bị giết trong nháy mắt. Chúng ta ai có thể chịu nổi? Doãn lão nhị gãi đầu nói, thế nhưng có ngươi ở phía sau sẽ tạo cảm giác vững chắc hơn. Hay là chụp một tấm hình nhé? Minh Đô đưa ra biện pháp hình trắng đen được không? Lúc nhắm vào vô kỵ, ký ngạo lập tức hợp thành chiến tuyến với Minh Đô. Cúc cúc cúc. Vô kỵ vẫy tay xua hai người, lại nói, ông đây đã từng chỉ huy rất nhiều trận chiến, vẫn chưa bao giờ thất bại, ta cũng không muốn đánh mất danh tiếng trăm trận trăm thắng ở đây đâu. Đúng thế, thì ra danh tiếng trăm trận trăm thắng của ngài đạt được nhờ như vậy. Mọi người cùng nhau chế giễu. Vô kỵ có da mặt bao dày hắn ta cũng chỉ hư một tiếng chẳng thèm đếm xỉa đến sự cười nhạo của mọi người lúc này dương na luôn quan sát hoàn cảnh chợt lên tiếng ta cảm thấy vấn đề ai phải ở lại này đã không còn quan trọng nữa bởi vì không ai trong chúng ta có thể đi vào cửa thành chuyện gì đã xảy ra mọi người nghe vậy vội vã hỏi dương na nói di tích atlanta này là một tòa thành chính nguyên vẹn cửa vào hẳn nên chỉ có bốn cửa Phía trước lối vào nơi chúng ta đang đứng còn có 10 con quái. Thật không? Vương Vũ vừa nghe Dương Na nói thế, bèn chạy một quãng đường về phía trước, đúng như dự đoán. Nơi cửa vào thành Atlanta có 10 con quái vật với vóc dáng to lớn. Vương Vũ ném thuật thăm dò qua. Kẻ canh giữ Atlanta. HP. Megapixel. Kỹ năng. Những con quái vật này ngoài cái tên ra thì tất cả đều là dấu chấm hỏi. Hiện tại Vương Vũ cấp 40, do đó có thể thấy quả nhiên giống như lời Vô Kỵ nói, kẻ canh giữ Atlanta ít nhất cũng là quái cấp 60, bởi vì nơi này là phụ bản ẩn cho nên quái còn có thể sẽ cao hơn. Những con quái này có vóc dáng thật to lớn, 10 con đứng chắn chật ních cả cửa thành, còn có không ít những quái vật khác ở bên trong, nếu đánh chúng ngay bên ngoài, chắc chắn sẽ động đến những con quái khác. Dưới tình huống áp chế về cấp bậc, mỗi một con quái đều có thuộc tính của bốt thông thường nếu như quần đấu thì toàn chân giáo chắc chắn sẽ chết đi chết lại. Thật ra điều này cũng hợp tình hợp lý, phụ bản loại lớn đều cần vài trăm người mới có thể vượt qua, toàn chân giáo chỉ có 10 người đã muốn xông lên phía trước, vậy cũng quá xem thường người khác rồi. Nếu cửa thành bên này sắp đặt như vậy thì thế nào bốn cửa thành khác cũng sẽ như thế, phải vượt qua những con quái vật được bố trí dọc đường như vậy, xem ra cả đám sẽ chẳng có cơ hội tránh thoát. Sao rồi, ta nói rồi mà cứ ngoan ngoãn đợi ở đây nhé, lão lý ngươi lấy mặt trượt ra đây, hai người chúng ta kéo nào. Vương Vũ trở về đã nói hết những gì hắn thấy, vô kỳ dứt khoát đặt ngay mông ngồi trên mặt đất. Minh Đô nghe vậy vội lấy một cái bàn nhỏ ra, sau đó lại móc ra một bộ mặt trượt thô. Con mẹ nó, lão lý chừa ta một chân. Mặt trượt chỉ có thể có bốn người chơi, những người khác thấy thế vội chạy nhanh đến giành chỗ. Minh Đô vừa đẩy mọi người ra khỏi bàn vừa gọi Vương Vũ, lão ngưu ngươi chơi không, bộ mạc trượt này chính là ta tự làm đấy, được làm thủ công hoàn toàn đó. Ta không biết chơi. Các ngươi chơi đi, ta đi xem một chút. Vương Vũ thản nhiên nói. Đi xem. Ở đâu? Mọi người nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Vào trong thành đó. Vương Vũ nói. địch, ngươi điên rồi à, phụ bản này hoàn toàn không phải cấp bậc như chúng ta có thể đánh được, ngươi cũng thấy rồi đó, ngay cả cửa thành chúng ta còn không thể vào được nữa mà. Đúng đấy, thiết ngưu hiền đệ, lão phu cho ngươi làm quân sư, tiền thắng chia đều chịu không? Cả đám ngươi một lời ta một lời khuyên nhủ vương vũ. Vương vũ khẽ cười nói, tuy cửa thành bị chặn nhưng ta có thể treo tường mà vào. Ách! Vừa nghe vương vũ nói như thế. Mọi người lập tức phản ứng lại, ngay cả tường của lâu đài thiết nham mà vị này cũng có thể nhảy vào, chớ nói chi tường thành nơi này vậy ngươi đi đi, cẩn thận đó, nếu chạy không thoát thì hãy chết đi nhé, trăm lần đừng dẫn quái ra ngoài đây, ngươi muốn chết nhưng chúng ta vẫn còn muốn sống đó. Mọi người dặn dò với vẻ tùy tiện, bắt đầu sốc bài. Biết rồi. Vương Vũ khẽ cười, sau đó đi về phía thành Atlanta. Đúng lúc đó Tiểu Trương ngồi quan sát trước màn hình lại kích động gào lên, tổng giám đốc hách, tên đó muốn một mình tiến vào thành. Cái gì? Tên này đang nghĩ gì vậy? 9.527 vội vã ghé đầu vào, thấy trong màn ảnh Vương Vũ đang đi về phía thành Atlanta. Suy nghĩ của 9.527 chợt quay cuồng ngay tức khắc. Lúc đầu thấy cả đám toàn chân giáo phân vân trước cửa thành một lúc vẫn không hành động, 9.527 đã cho rằng bọn họ thấy khó mà lùi rồi, trong lòng y còn đang hả hê. Dù sao đi nữa cũng là phụ bản ẩn loại lớn cấp 60, biểu hiện của bọn người đó vẫn rất bình thường. Rốt cuộc đối với chuyện như thế này, bản chất của một người hoàn toàn không giống như một nhóm người. Thế nhưng hành động của Vương Vũ trực tiếp làm cho 9.527 trận tròn mắt, vài trăm người cũng không chắc chắn có thể vượt qua loại phụ bản đoàn thể loại lớn này. Hắn ta chỉ có một người cũng muốn đánh hay sao? Tập trung vào dữ liệu của hắn, mở kiểm tra đo lường bất thường. 9.527 vội vàng nói, hiện tại chắc chắn hắn đang mở hắt chẳng trách chúng ta không phát hiện bất thường từ dữ liệu của hắn, hóa ra tên này còn biết chống phát hiện. Việc vương vũ dám một mình đánh phụ bản ở trong mắt 9527 chắc chắn là có chỗ dựa vững chắc, mà hầu hết người có thể làm vậy mà không hề sợ hãi gì đó, nhất định là đang dùng ô tô hát rồi. Từ xưa đến nay người chơi bị hủy do ô tô hát nhiều vô số kể, bất kỳ một game online nào cũng đều dứt khoát chống lại phần mềm ô tô hát này. Nhưng mà thế giới trò chơi lớn như vậy, nhất là trò trọng sinh hot như thế này, người chơi mấy trăm triệu người, hệ thống không có thể chú ý hết mọi mặt. Cho nên có một số người dùng phần mềm khác nhau, vì vậy có xác suất rất lớn tránh khỏi giám sát của hệ thống. 9527 vẫn luôn thực thi việc giám sát Vương Vũ, Vương Vũ cũng không hề để lộ chút sơ hở, thậm chí 9527 cũng hơi hoài nghi bản thân đã đoán sai, thấy hành động bấy giờ của Vương Vũ, không kìm được cười nói rốt cuộc cái đuôi cũng lòi ra rồi. Chương 623, tỷ lệ rơi vật phẩm của phụ bản ẩn loại lớn. Quy mô của thành Atlanta lớn gần bằng thành chính bình thường, tường thành Atlanta cao chưa đến 20 mét. Với lại cách sắp xếp canh giữ tường thành cũng không khác gì thành chính bình thường, mỗi đoạn đường không xa sẽ có mấy người thủ vệ ma pháp dùng súng. Súng ở đây là súng kiếp, nòng súng dài gần hai thước, phía sau treo một viên ma tinh to lớn khá chói mắt. Thủ vệ ma pháp dùng súng giống với thủ vệ canh cửa, đều là hai mắt trống rỗng, thuộc về loại quái bù nhìn. Quái bù nhìn luôn có chỉ số thông minh thấp, thế nhưng thuộc tính của nó cao gấp hai thậm chí cao hơn rất nhiều so với quái vật đồng cấp khác. Hai loại ma phòng và vật phòng lại càng cao đến đáng sợ, Vương Vũ cũng không có suy nghĩ đi trêu chọc mấy kẻ ngốc nghếch này. Nếu không phải những con quái này khó đối phó, Vương Vũ lại sợ kinh động đến thủ vệ xung quanh, lúc này hắn thật sự muốn xông lên phía trước đánh cho chúng nhiều tử. Tại cửa và trên tường đều có thủ vệ, Vương Vũ không thể tìm bất cứ chỗ nào ở phía trên bờ tường, vì vậy đành đi sát mép tường thành. Bên phía tổ giám sát, đám người 9527 thấy Vương Vũ không vào thành lại đi lòng vòng quanh tường thành, đều có chút khó hiểu, người này bị làm sao vậy? Ngắm phong cảnh sao trời? sao ta lại cảm thấy hắn sẽ tìm cửa sau nhỉ tiểu trương lầu bầu cửa sau là cửa ra vào ẩn mà trong mỗi thành chính của trò chơi đều có ngoại trừ loại thành thị không có tường thành nối liền như thành tinh linh và thành ti tan ra cửa sau của hầu hết các thành chính nối liền với miệng cống thoát nước nói chiếu mạp này có cửa sau hả thành chính này đều chìm trong nước rồi ở đâu ra cống thoát nước nữa ha ha vậy ta phải chóng mắt lên nhìn hắn vào bên trong bằng cách nào mới được Người của tổ giám sát đang thảo luận tính toán của Vương Vũ, chỉ thấy Vương Vũ men theo tường thành đến nơi góc tường, sau đó dừng lại tại tường thành. Đến lúc này 9527 chợt la lên, ta biết rồi, hắn muốn nhảy tường vào. Lầu quan sát tại bốn góc của thành chính là điểm mù của thủ vệ tường thành, ngay cả xuân tường cũng không hề biết điều này, huống chi những nhân viên làm việc trong trò chơi này, Vương Vũ dừng lại tại góc tường tiếp theo, 9527 đã đoán được ý đồ của Vương Vũ. 9527 vừa dứt lời đã thấy Vương Vũ đạp lên vách tường, đi từ từ vài bước rồi nhảy lên đầu tường, nhìn thân thủ mau lẹ gọn gàng của hắn biết ngay là người đã thực hiện nhiều lần thành thói quen. Chà! 9527 hít sâu một hơi, khiếp đảm nói, hắn biết dùng tay để trèo lên đầu tường lại còn nhanh nhẹn như vậy. Rốt cuộc ở ngoài đời tên này làm nghề gì vậy trời? Hưng! Mọi người đều lặng im, sau đó nói, đây không phải vấn đề mà chúng ta cần quan tâm nhìn vào trọng điểm nhìn vào trọng điểm đi vương vũ nhảy lên đầu tường rồi phóng tầm mắt nhìn về phía sau phát hiện không nhìn thấy bọn vô kỵ quả nhiên chính xác tại thành atlanta lúc này không chỉ có thủ vệ ở cửa biến thành quái vật bù nhìn ngay cả npc dân chúng trên tường cũng đều có vẻ mặt lặng lẽ hành động không linh hoạt quái vật trong trọng sinh làm cũng quá giống hiện thực mặc dù là NPC sinh hoạt bình thường cũng đều rất sống động. Nay dân chúng thành Atlanta có dáng vẻ như vậy, tất nhiên đều biến thành buồn nhìn. Đệt mợ, điều này cũng thật là tạo nghiệt mà. Tuy rằng những NPC này chẳng qua chỉ là một dãy số liệu, bối cảnh cốt truyện cũng là hư cấu, nhưng dù sao bây giờ vương vũ ở thế giới này làm ra chuyện hồ đồ như này, cũng không tránh được có chút hồi hộp. May mắn thay vương vũ chỉ đến một mình, nếu không với một thành chính có nghìn vạn NPC, đó là còn chưa tính bốt quái vật, cho dù một công hội lớn đến quét phụ bản, cũng khó ổn định, một mình vương vũ có thể chạy có thể nhảy, trái lại cũng có chút thuận lợi. Nếu hắn dẫn theo những người khác, đoán chừng khi có việc gấp gì đó cũng không giúp được, còn có thể làm rối loạn thêm. Chung quy tầm nhìn trên tường thành có hạn, vương vũ tung người nhảy xuống đầu tường. Có kẻ đột nhập. Vương vũ vừa rơi xuống, đã nghe một giọng nói vô cùng máy móc vang lên, ngay sau đó là một NPC nữ cứng đờ lao qua. Thầy Ani, cấp 20, buồn nhìn, bình dân, HP, 5.000 megapixel, 5.000 kỹ năng, không có. Giới thiệu về quái vật, tội nhân của thần, từng là một người thầy nổi danh. Đáng tiếc quá. Nhìn giới thiệu về quái vật, vương vũ thở dài đầy thương tiếc, hắn vung tay nắm được cổ thầy Ani. Sau đó đập vào vách tường bên cạnh. 2534 774 thầy Ani bị một đòn chết ngay trong chớp mắt, ngay lúc vương vũ muốn tiến lên sờ thi thể, đột nhiên một tiếng rầm, vang lên thật lớn, thầy Ani vừa bị vương vũ giết chết đã nổ tung thành từng mảnh nhỏ, vài tờ giấy rơi trên mặt đất. Số liệu có gì bất thường không? Thấy vương vũ giết thầy Ani trong chớp mắt, 9.527 quay qua hỏi tiểu trương, mặc dù thầy Ani chỉ là quái cấp 20, nhưng chung quy có 5.000 máu, nếu sát thương kia là do kỹ năng của pháp sư thì không có lỗi khỉ khô gì, thế nhưng xuất ra từ trong tay võ sư lại có vẻ quỷ dị. Bẻ cổ với độ hoàn thành 320%. Dùng kỹ năng mảnh hổ quyền đánh thành sát thương, số liệu bình thường. Tiểu tra báo cáo kết quả kiểm tra cho 9527. Độ hoàn thành 320%. 9527 sửng sốt ngay lập tức nói, con mẹ nó vậy cũng được sao? nghề ở hiện thực của hắn không phải chuyên. Dứt lời 9527 khoa tay mua chân một chút. Chà, thân phận của Vương Vũ lập tức từ tên trộm nhỏ đã trở thành sát thủ. Địch, tổng giám đốc hách à, anh cũng không phải đi điều tra hình sự, cứ suy nghĩ tới thân phận thật của người ta làm gì chứ, nhìn vào trọng điểm, nhìn vào trọng điểm đi. Mọi người vừa bực mình vừa buồn cười. Ôi chao! Thi thể này còn có thể nổ tung nhìn đến hài cốt bộ thi thể không còn, vương vũ âm thầm lau mồ hôi lạnh, hắn thầm nghĩ con quái này rất nham hiểm, còn may bản thân nhất thời mềm lòng, thầy Ani chỉ văng ra đã ngã chết, nếu không lúc này chỉ sợ rằng hắn không bị nổ chết cũng bị giết chết. Vương vũ tiến lên nhặt di vật của thầy Ani. Ngôn ngữ học trung cấp, vật phẩm hiếm có, kỹ năng cuộc sống, sau khi học có thể thông thạo một loại ngôn ngữ. Nghề nghiệp, thông dụng. Cái thứ này là gì vậy? vương vũ mở thuộc tính của ngôn ngữ học trung cấp lên kênh công hội con mẹ nó đồ tốt đấy người mới đi có mấy phút mà đã xử lý một con bốt rồi sao thấy vương vũ phát món đồ gì đó mọi người toàn chân giáo kinh ngạc hỏi kỹ năng cuộc sống sơ cấp có thể học ở khắp nơi còn như trung cấp phải từ từ tích lũy lên còn có một biện pháp tăng cấp rất nhanh chính là đánh quái rơi ra sách kỹ năng cuộc sống thế nhưng thứ đồ chơi này có tỷ lệ rơi thấp đến đáng thương có thời gian đánh ra sách kỹ năng còn không bằng từ từ cày điểm kinh nghiệm thôi. Bây giờ Vương Vũ tùy tiện một chút đã đánh ra một quyển sách kỹ năng sinh hoạt ngôn ngữ học hiếm có nhất, cả đám còn tưởng rằng hắn lượng được từ một con bốt chứ. Không, ta chỉ tiện tay giết con quái nhỏ cấp thấp nhất trong chớp mắt thôi, mà hình như con quái nhỏ này là một bậc thầy. Vương Vũ nói một cách thản nhiên. Đệt mờ, ngươi ở đâu? Chúng ta qua ngay đây vừa nghe vương vũ nói như vậy tất cả mọi người kích động xác suất rơi đồ ở phụ bản ẩn thật quá đáng sợ chẳng qua vương vũ chỉ tùy tiện giết một bậc thầy trong phút chốc đã có thể rơi ra ngôn ngữ học nếu thuận tay giết chết một chế tác sư còn không phải sẽ rơi ra thần khí sao nếu quét sạch npc sinh hoạt trong thành cả đám bước ra ngoài sẽ không trở thành vô địch ư chỉ sợ các ngươi không vào được một câu nói của vương vũ đã dập tắt toàn bộ sự nhiệt tình của mọi người Tường thành ở đây nơi nơi đều có thủ vệ, ta nhảy đến lầu quan sát, nếu mạnh mẽ xông vào thì chắc chắn chúng ta sẽ không vào được. Chương 624: Dưới đất không lối thoát, chỉ có thể đi trên không. Trời. Mọi người đều chỉ trích khi nghe những lời của Vương Vũ, "Lão Ngưu à, hành vi của loại người khoe khoang như ngươi rất đáng khinh bỉ, có biết không?" Đúng đấy một mình ngươi kiếm được đồ tốt còn chưa tính, lại làm chúng ta ghen tị, lương tâm của ngươi đâu. Khinh bỉ ngươi, khinh bỉ vô cùng vô tận. Rất có lý. Vương Vũ lầm bầm, ta đây đang có suy nghĩ muốn dạo một vòng quanh các người hướng dẫn kỹ năng, các ngươi đã nói như vậy thì đợi lát nữa có đồ tốt cũng không nói cho các ngươi biết đâu. Con mẹ nó, lão ngưu ngươi đi một vòng đến giáo đường đi. Xem có thể làm thịt quan đại thần hay không, biết đâu rơi ra thần khí hay thần kỹ gì của mục sư thì sao? Vô kỵ nghe vậy đột nhiên đổi đề tài, nói với vẻ hứng phấn. Lão ngưu, đi võ quán, võ quán đi. Ký ngạo la to. Những người khác cũng la theo, đi nơi đóng quân của chiến sĩ đi, đi sân bắn của cung thủ ấy. Minh Đô lại càng khoa trương hơn, trực tiếp dùng icon spam dữ dội, ngài ngưu à, đi học viện pháp sư đi, nơi đó nhất định có đồ tốt đó sau đó hắn ta đã bị vô kỵ cho lệnh cấm nói ngay sau đó minh đô lại điên khùng nói chuyện riêng với vương vũ lại bị vương vũ đẩy vào sổ đen đúng lúc này đột nhiên vương vũ nghe được xung quanh xuất hiện một tràng tiếng bước chân hắn bèn vội ngẩng đầu nhìn theo chỉ thấy npc buồn nhìn nhiều vô số đang chạy sang đây vây xem xem chừng bọn chúng bị tiếng nổ mạnh vừa rồi thu hút đến phía sau npc buồn nhìn còn có thủ vệ đi theo sau một khoảng thời gian đám NPC đã chặn chật nít con đường hai bên vương vũ. Cấp bậc những tên NPC này có cao có thấp, còn có rất nhiều tên với thuộc tính là dấu chấm hỏi, lại có một kẻ thậm chí ngay cả tên cũng là dấu chấm hỏi, đầu vương vũ chợt chảy mồ hôi lạnh. Đệt một con NPC tùy tiện nổ tung thì ngay cả bốt lớn siêu cấp cũng bỏ mạng theo. Nếu như vương vũ lại giết vài con, còn không phải bản thân sẽ chết trước chúng nó hay sao? Được rồi, lần nãy đã không thể đi được nữa rồi. Vương Vũ âm thầm buồn bực, tung người nhảy lên nóc nhà. Tay chân của quái vật buồn nhìn cứng ngắc, đi đường cũng khiến cho người ta thương xót, còn về kỹ thuật sinh động như nhảy lên mái nhà này, thực sự không có nhiều khả năng để thực hiện. Hơn nữa nhưng con quái buồn nhìn này không có não, nhận thức đúng đối tượng oán hận sẽ theo tới cùng, vương vũ trên nóc nhà, bọn chúng ngay dưới mái hiên nhón chân lên mà không biết mỏi mệt, chỉ có thủ vệ cùng với npc nhìn không ra thuộc tính còn đuổi theo vương vũ những npc khác chỉ có thể đi vòng theo các con đường mặc dù npc đa phần đang ở phía dưới thế nhưng kẻ đuôi theo phía sau mới đáng sợ nhất vương vũ không dám buông lỏng dù chỉ một chút hắn bật hình thức khinh công một đường bỏ trốn vương vũ không muốn chạy theo cách này bọn npc trên mặt đất giống như những quả cẩu tuyết chạy rầm rập xuất hiện ngày càng nhiều hơn vương vũ vốn muốn tìm một nơi an toàn để trèo lên ai ngờ những con npc này lại phản ứng mãnh liệt như vậy làm cho vương vũ lâm vào cảnh dưới đất không có lối thoát lão ngưu sao vậy ngươi đang đánh chết quan đại thần hả bên này vô kỵ vẫn còn gào thét trong kênh nói chuyện giết cái con khỉ khô ấy ta đang bị npc đuổi giết đây không nói đến việc người hầu của thần là quan đại thần có bị biến thành con rối hay không bên này tên npc ngay cả cái tên cũng không hiện ra kia đã sắp đuổi sát phía sau vương vũ một khoảng không xa rồi hắn làm gì có thời gian đi giết quan đại thần gì đó chứ vương vũ cũng không biết cuộc đời mình sao lại oan nghiệt đến vậy mỗi khi hắn đến một thành chính đều sẽ tự như con chuột bị đám npc cùng với thủ vệ rượt theo mấy con phố con mẹ nó có đi gây chuyện với ai đâu hắn chỉ chơi game thôi mà sao lại làm cho người thần phẫn nộ rồi sau một hồi chạy như điên trên đường Vương Vũ đã chạy đến cuối mái nhà, tiếp tục chạy về phía trước chính là con đường lớn rộng rãi, đối diện đường lớn là một tòa nhà rất cao, khắp nơi trên đường đều có NPC, hắn mà đi xuống chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Con mẹ nó! Xem ra chỉ có thể chạy ở phía trên này thôi. Thấy cái tên NPC ở phía sau sắp đuổi kịp đến, Vương Vũ cắn răng đổi vũ khí thành trường côn, hắn xoay người chỉ một côn vào đầu tên NPC không tên kia tên npc không tên kia chạy nhanh nên lực đánh vào người cũng lớn vương vũ cảm nhận được một dòng lực đánh ngược lại từ một đầu của trường côn nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh vương vũ nương theo nguồn lực nhúng người một cái tung người phóng qua đường lớn bay lên nóc nhà rất cao ở đối diện khoảng cách nhảy cao của bọn thủ vệ có hạn vương vũ bay qua đường lớn bọn thủ vệ vội nhảy xuống đất đồng thời npc đuổi theo trên mặt đất kiển chân đi theo chỉ còn lại NPC có mấy dấu chấm hỏi đuổi sát phía sau vương vũ. Đệt mờ, cao như vậy mà nó cũng có thể nhảy lên sao? Vương vũ khóc không ra nước mắt khi nhìn đến NPC ở phía sau, trong các người chơi chỉ có võ sư mới có lực tung người cực cao, con mẹ nó cũng không biết những thứ NPC này ăn cái quái gì. Lại có thể nhảy cao như vậy, hệ thống cũng chẳng hợp lý chút nào. Tòa nhà nào cao nhất trong thành chính vậy? Cầu chỉ giáo ngay. Vương Vũ tìm đến sự trợ giúp. Giáo đường mục sư, giáo đường mục sư ấy. Đã giải đáp. Vô kỳ trả lời trước tiên. Những người khác không có ai phản đối, bởi vì ngoại trừ thành chính đặc biệt ra, giáo đường mục sư thật sự là tòa nhà cao nhất trong mỗi thành chính thông thường. Người ta cùng kiếm cơm với thần đó, dĩ nhiên phải gần thần hơn một chút rồi. Con khỉ khô ấy, bây giờ ta đang trên nóc nhà của giáo đường, còn nơi nào cao hơn hay không? Vương Vũ Thoáng nhìn qua tòa nhà dưới chân. Tùy tiện trả lời. Lúc này Dương Na nói, "Lão Lý, hãy để ta nói cho mọi người biết, Vô Kỵ đi chết đi, tòa tháp nguyên tố của học viện pháp sư mới là tòa nhà cao nhất thành chính." "Đúng vậy, ha ha, tòa tháp nguyên tố là cao nhất, Vô Kỵ người làm cái trò quái gì chứ, chỉ biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Dương Na vừa nói như thế, lúc này mọi người mới nhớ tới Thành chính thông thường thực sự có một tòa nhà như vậy. Tòa tháp nguyên tố được các pháp sư xây dựng để hấp thu các nguyên tố của trời và đất, tòa nhà càng cao lại càng dễ nghiên cứu, mấy ông già pháp sư cũng không thiếu tiền. Dĩ nhiên tòa tháp nguyên tố sẽ được xây rất cao. Chẳng qua người không có chức vụ không thể tiến vào, nhất thời mọi người cũng không nhớ ra được. Ta biết rồi. Trong thời gian nói chuyện, Vương Vũ đã sắp lướt qua khu vực giáo đường, tiến đến học viện pháp sư quả nhiên trên trận pháp ngôi sao sáu cánh ở vị trí trung tâm của học viện pháp sư trong đó có một tòa tháp cao đứng sừng sững cao vút trong tầng mây vương vũ không nói hai lời tung người lên sau đó lao đến thế nhưng npc cùng với bọn thủ vệ ở phía sau sau khi đuổi đến phạm vi học viện pháp sư thì ngừng lại không dám đi đến phía trước nửa bước vương vũ chuyên tâm trốn tránh sự đuổi giết của bọn chúng hoàn toàn không chú ý đến tình hình phía sau leo lên đỉnh tháp con mẹ nó chẳng lẽ tên nhóc này có tình báo nội bộ? Thấy vương vũ không hề do dự, dẫm lên đầu tường thành rồi một đường trực tiếp nhảy lên tòa tháp nguyên tố, đám người trong tổ giám sát không khỏi hoảng sợ. Đệt đệt đệt, tuy ở phụ bản này bốt với quái vật nhiều vô số, thế nhưng bốt cuối con rối của thần lại ở ngay tại đỉnh tháp của tòa tháp nguyên tố. Thế nhưng điều này cũng không quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là những con rối bù nhìn trong thành Atlanta này đều bị con rối của thần gieo mầm móng vào người mỗi một npc hoặc thủ vệ chết đi lực lượng của con rối của thần sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn nếu khiêu chiến thất bại thì các đạo cụ cũng như trang bị trong phụ bản này sẽ rơi ra tất cả sở dĩ nhóm thiết kế điều chỉnh tỷ lệ rơi cực cao cho những npc này vì muốn tạo điều kiện cho người chơi nhưng hôm nay vương vũ chỉ mới giết một npc không quan trọng gì lại nhào thẳng đến tòa tháp nguyên tố điều này không khỏi khiến cho toàn bộ nhóm nhân viên trong trò chơi cảm thấy hoang mang một lúc Hiện tại con rối của thần chưa thức tỉnh, thuộc tính của nó chỉ có một phần mười trạng thái đầy đủ. Vương Vũ lại leo lên tháp nhanh chóng và dứt khoát như vậy, không thể không khiến cho bọn họ nghĩ rằng có người tiết lộ cách tấn công phụ bản. Chương 625, bốt cuối cùng ẩn nấp ở chỗ cao. Tiết lộ kế hoạch tiến công chiếm đóng chính là chuyện lớn, Đối với loại trò chơi có sức ảnh hưởng to lớn cả trong và ngoài nước như Trọng Sinh, thì từng người làm việc trong công ty trò chơi đều phải ký một hợp đồng giữ bí mật. Cho dù tiết lộ một chi tiết nhỏ trong trò chơi cũng đã là không công bằng đối với toàn bộ người chơi, một khi có người tiết lộ, vậy thì phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng. Loại bí mật cấp cao như Atlanta này, đừng nói nhân viên bình thường, cho dù là nhân viên cấp bậc như 9527 cũng không gánh vác nổi trách nhiệm. Nghĩ vậy, nhóm nhân viên giám sát trò chơi quay mặt nhìn nhau, sau lưng dân lên một cảm giác ấn lạnh. 9.527 nói, đừng nghĩ lung tung, chắc chắn hắn không có kế hoạch tiến công chiếm đóng. Vì sao ngài biết được? Mọi người khó hiểu hỏi. Đã con mẹ nó nhảy qua quái nhỏ, đi đánh bốt cuối cùng luôn rồi, như thế mà còn gọi là không có kế hoạch sao? Cảnh này mà để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ bị người chơi nghi ngờ. Người này có được manh mối về Atlanta là do hỏi được ở chỗ chúng ta. Nếu hắn có kế hoạch tiến công chiếm đóng, thì làm như vậy không phải là làm điều thừa, cố ý khiến chúng ta hoài nghi sao? 9527 giải thích. Có lẽ là cố ý khiêu khích thì sao? Thái độ của tên nhóc này cũng không quá thành thật. Hơn nữa bị nhiều người tố cáo là mở hắt như vậy, sao có thể là một người an phận chứ? Nói xong, trong đầu mọi người lại hiện lên cảnh tượng vương vũ chết cũng không chịu nhận là bản thân mở hắt, còn nói bản thân có bản lĩnh quan sát sắc mặt. Lúc này ngẫm lại, vẻ mặt kia quả thật quá gian xảo. Chuyện này có quan trọng sao? 9527 thật sự không nghĩ ra mục đích vương vũ làm như vậy, thật giống như bản thân mang tội còn vào cục cảnh sát khoe khoang. Chuyện này rõ ràng cho thấy chỉ số thông minh có vấn đề. Vậy làm sao giải thích việc hắn đi thẳng lên tháp nguyên tố? Đây mới là vấn đề mọi người quan tâm nhất hiện giờ. Sự thật đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là có thể đưa ra một lời giải thích, nếu không tất cả mọi người của tổ giám sát đang ngồi đây đều sẽ gặp phiền toái lớn, bởi vì manh mối về Atlanta là bọn họ đưa cho, xét đến cùng thì vẫn là lỗi của bọn họ. Chuyện này, 9527 sững sờ một chút nói, "Ta con mẹ nó làm sao biết, nếu không các ngươi tự bịa ra một cái." À không, là nghĩ ra một lý do đi Tất cả mọi người trong tổ giám sát đều cạn lời với hắn ta rồi Nếu như bọn họ có thể dễ dàng nghĩ ra được lý do Thì ai còn ở nơi này nói nhảm gì nữa Đúng lúc này, tiểu trương đột nhiên lên tiếng Hắn cũng là bị buộc phải làm như vậy thôi Nói vậy là có ý gì? 9.527 mang vẻ mặt khó hiểu hỏi Anh thấy phía sau hắn là ai chưa? Tiểu trương chỉ vào màn hình hỏi đại ma đạo sư riết. Phụ bản Atlanta này 9527 cũng tham gia thiết kế, cho nên có thể nhận ra bốt ẩn mạnh nhất trong đó. Đúng vậy, bị một bốt lớn như vậy truy đuổi, chắc chắn không thể quay đầu lại. Mọi người thử nhìn dưới chân hắn xem. Tiểu trương nói xong thì chỉ chỉ đa số NPC đang đuổi theo vương vũ trên đường. Mọi người thấy vậy, tất cả đều lập tức hiểu ra, lúc này vương vũ bị đại bốt đuổi theo bám riết phía sau, phía dưới lại có nhiều npc như vậy vương vũ chỉ có thể trèo lên chỗ cao hơn nếu là lối suy nghĩ bình thường tất cả mọi người đều sẽ chạy ra cửa thành trên đường thì thần cản giết thần cứ vậy mà tiến lên tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy mà cấp bậc hiện tại của vương vũ nhất định là không đánh nổi lại nhiều quái vật như vậy nếu đánh không lại thì chỉ có thể trốn hành vi lần này của hắn thuần túy chỉ là chó ngáp phải rùi thôi bảo sao trách không được làm ta sợ muốn chết sau khi kịp phản ứng mọi người đều đổ một thân mồ hôi lạnh nhìn vương vũ cẩn thận bò lên tháp cao dọa bọn họ suýt nửa hồn rời khỏi xác atlanta là một tòa thành thị mà khoa học kỹ thuật và ma pháp đều phát triển tới mức tận cùng mặc dù đã trôi qua không ít năm tháng thì trình độ khoa học kỹ thuật và ma pháp của tòa thành thị này vẫn đứng ở đỉnh cao của đại lục theo thông thường tháp nguyên tố chính là kiến trúc cao nhất của thành chính đương nhiên là cao hơn nhiều so với những kiến trúc khác trong thành thị. Dĩ nhiên, hiện tại thành Atlanta đã vĩnh viễn chìm dưới đáy biển. Cho dù tháp nguyên tố có cao tới đâu, cũng chả có tác dụng quái gì. Vương Vũ dùng cả tay chân mà bò lên, sau khi giá trị khinh công chạm tới đáy thì mới bò lên tới đỉnh cao nhất. Trên đỉnh của tháp nguyên tố là một cái bục cao hình tròn, chung quanh bục là các ma pháp trận nguyên tố lửa nước gió sét, nhưng đã mất đi ánh sáng màu sắc rực rỡ của ma pháp. Vương Vũ chỉ có thể phân biệt dựa theo ký hiệu trên đó. Ở vị trí trung tâm nhất của bục cao đó, có một NPC kỵ sĩ dáng người khôi ngô cao lớn, đang quỳ ngồi ở nơi đó, tay trái chống một thanh kỵ thương chữ thập màu trắng, tay phải nắm một trường kiếm chữ thập thánh khiết. Bộ dạng vô cùng quyền thế, chỉ là hai cánh chim lớn sau lưng lại vô lực trũ trên mặt đất, nhìn qua có vài phần suy sút. Là bốt. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy kỵ sĩ này, vương vũ lập tức ý thức được bản thân đây là đánh bậy đánh bạ đánh tới hang ổ của bốt rồi hơn nữa dựa theo hình tượng này thì có thể thấy bốt này tuyệt đối không phải hàng lương thiện gì dù sao vương vũ cũng từng gặp qua vài npc mang cánh mà cái loại bốt này không có một ai là người dễ chọc cái gì mà thẩm phán lòng huyết thần súng ngay cả loại kém cỏi nhất như vượng vương cưỡi ưng cũng khiến cho vương vũ ăn không ít mệt người ta có thể bay mà cho dù có đánh nhau, nếu thật sự đánh không lại thì có thể bay lên bầu trời, cứ thế là ở trong thế bất bại rồi. Vương Vũ vốn chỉ muốn vào thành tìm tội một chuyến, xem có thể thuận tay vớ được lợi ích gì mang ra hay không, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đánh bốt. Sau khi nhìn thấy kỵ sĩ này, Vương Vũ có chút kinh hãi, quay đầu muốn rời đi. Nhưng sau khi nhìn thấy kỵ sĩ không hề động đậy hay có ý công kích, Vương Vũ thật sự không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ tiện tay ném một thuật thăm dò lên người kỳ sĩ kia. Con rối của thần, Webster, cấp 60, bốt ám kim, con rối, đang chữa trị 10%, HP, 5. 0.000.000 megapixel, 000, 000, 5 triệu kỹ năng, phá diệt xung kích, thánh ngân thập tự trảm, thánh quan thiểm diệu, thân thể thần thánh. Thiên phú, sức mạnh con rối, hấp thu sức mạnh hệ thống chữa trị sức mạnh con rối của bản thân, hiện tại đã chữa trị được 10%. Giới thiệu bối cảnh, thần là hình thái đại diện ý thức cao nhất trong trời đất, sau khi thần biết được có người đang khiêu chiến thần quyền, đặc biệt sai đại thiên sứ Webster lấy hình thái con rối giáng xuống trần gian, tẩy trừ tất cả tội ác trên thế gian, cũng trấn áp vĩnh viễn. Con rối của thần, thế mà lại là bốt cuối cùng. Sau khi xem xong giới thiệu của vị kỵ sĩ cách đó không xa, Vương Vũ lập tức kích động hẳn lên. Không gian phía trên tháp nguyên tố cũng không quá lớn là một nơi để bốt cuối cùng ẩn thân quả thực quá đơn sơ. Vương Vũ trăm triệu lần không ngờ rằng bốt cuối cùng lại ẩn nấp ở một nơi như vậy, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, ngay cả giáo đường của đám thần côn kia còn ở nơi cao như vậy, thì cái người từng gặp được thần chân chính sao có thể ở nơi thấp được. Điều duy nhất khiến Vương Vũ khó hiểu là tháp nguyên tố cao như thế lại không có thang đi lên, Vương Vũ là dựa vào khinh công mới bò lên được, nếu đổi lại là người chơi khác thì làm sao có thể bò lên trên? nào ai ngờ sức mạnh hiện tại của con rối của thần vẫn chưa được hoàn thiện ở trong thiết lập ban đầu của phụ bản sức mạnh của con rối của thần sẽ dựa vào việc người chơi giết hại npc mà khôi phục sau khi khôi phục tới trình độ nhất định thì con rối của thần sẽ giáng xuống từ trên trời lấy danh nghĩa thần tiêu diệt toàn bộ người chơi đã làm sát kẻ vô tội ngay trong lúc vương vũ đang hoang mang đầy đầu không tìm ra manh mối đột nhiên con rối của thần ngẩng đầu lên trong mắt lóe lên ánh sáng trắng máy móc nói người xâm nhập biến thành một bộ phận của ta đi